Rồi, xin chào tất cả anh chị em, chúng ta đã đến với buổi livestream trong buổi tối ngày hôm nay. Đây là ngày thứ 10 trong cái chuỗi về hành trình về phát triển bản thân. Chúng ta có 4 buổi đầu tiên, đó là chúng ta về những cái bài học về việc thiết lập mục tiêu, từ việc mà chúng ta cài đặt về tiềm thức của chúng ta, đúng không? Rồi về bánh xe cuộc đời và cách làm sao để chúng ta đột phá với bản thân mình. Và ngày hôm nay, và sau đó là một cái chuỗi về những cái câu chuyện của thành công của trong 3 năm qua của những cái bạn mà chúng ta đã sinh hoạt cùng với đội nhóm của DMSONB, và chúng ta đã tạo ra những cái kết quả không chỉ về việc mà bán lẻ, mà đó là chúng ta còn xây dựng được cả một cái đội nhóm, cả một cái hệ thống bên dưới đều rất là mạnh mẽ, và họ đều đã giúp được rất nhiều người có được cái thu nhập về chất lượng cao, và chúng ta có những cái thành công ở trong đội nhóm của chúng ta. Và trong buổi tối hôm nay ở đây thì chúng ta có đó là bạn Lê Huyền Trang. Lê Huyền Trang là một cô gái mà gọi là phải hơi ướt át một chút, nhưng là khi mà bạn này lead team thì rất là mạnh mẽ, và Huyền Trang vừa rồi cũng đưa được đội nhóm của mình cùng đưa với bố của Huyền Trang là đi tại Tokyo, và cũng đưa rất nhiều thành viên trong đội nhóm của chúng ta đó là đi những cái chuyến ở trong nước về Gold Star Camp hay là Leadership Training. Và Huyền Trang cũng là thường xuyên là một trong những người nằm trong cái top GSP, tức là những người nằm trong top về doanh số cao trong đội nhóm. Và đặc biệt là không chỉ Huyền Trang mà trong đội nhóm của Huyền Trang cũng còn rất nhiều người tạo ra cái là những người gọi là top GSP, là những người có doanh số cao ở trong cái toàn công ty của chúng ta. Thế là bây giờ chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chào đón Huyền Trang. Chào mừng Huyền Trang đến với thế này. Chào mừng Huyền Trang đến với thế này. Bên. Bây giờ xin mời Huyền Trang chia sẻ về câu chuyện về bản thân và những câu chuyện thành công của em ha. Dạ rồi, thì đầu tiên lần đầu tiên live thực sự mình hơi run nha mọi người, thì có gì mọi người cổ vũ mạnh hơn. Đó thì đầu tiên dạ em chào anh Linh, chào tất cả mọi người, mình tên là Trang ha. Thì đầu tiên thì mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến anh Linh đã cho mình cái cơ hội được mời lên đây chia sẻ cái câu chuyện của mình với tất cả mọi người. Thì trước tiên thì Trang xin giới thiệu sơ về bản thân mình để cho một số bạn thì đã biết mình và cũng có một số bạn thì chưa biết để hiểu rõ hơn ha. Trang tên họ tên đầy đủ là Lê Thị Huyền Trang. Trang sinh ra ở Đắk Lắk. Trước khi mà mình kể câu chuyện này của bản thân mình nhé, thực ra đây là một câu chuyện mà vui có buồn có, thực sự là như vậy ha. Và cũng hầu như là chưa bao giờ chia sẻ với mọi người. Đó, bắt đầu thấy hơi ướt át rồi đó. Thì chưa bao giờ chia sẻ với mọi người. Thực sự. Rồi ok, thôi mọi người comment cho mạnh mẽ đi, cho mình mạnh mẽ ha. NLP cho mình điều đấy. Cái câu chuyện này mình phải kể bắt đầu là mình sinh ra ở Đắk Lắk ha, và trong gia đình của mình thì có 3 người anh chị em. Mình là một đứa gọi là nhút nhát, hiền lành và người sống khá tình cảm. Trong gia đình của mình á, thì ba mẹ, có nghĩa là mình cảm thấy là ba mẹ khá là cưng chiều mình, và tại vì bản chất mình cũng rất là hiền nên là những cái gì mình muốn thì ba mẹ đều đáp ứng. Thì ngay mà lúc mà lớp mình học lớp 10, lên cấp 3, mặc dù trường của mình là ngay cạnh nhà, nhưng mà mình không có thích học ở trường cạnh nhà mà mình muốn lên Sài Gòn học. Thì lúc này ba mẹ cũng đáp ứng mình cái nhu cầu đó là cho mình lên Sài Gòn học nội trú. Thì mình lên Sài Gòn mình học được 2 năm. Mình học 2 năm thì cảm thấy là lúc này là tài chính gia đình có phần nào đó gọi là thiếu hụt rồi. Nên là mình mới quyết định là quay về lại Đắk Lắk để mình học. Thì lớp 12 mình sẽ quay về lại Đắk Lắk. Thì cuộc sống của mình khá giống, bản chất nó giống với con người mình luôn. Nó khá là bình thường, cứ trôi qua hàng ngày đều như thế. Thì bản thân mình có một ước mơ, đó là lúc nhỏ là mình muốn là trở thành công an. Cũng không biết là từ đâu có ước mơ này. Nhưng mà sau đó thì cái ước mơ này nó không thành hiện thực. Thì đến khi mà mình thi đại học á, mình thi đại học thì mình không, hầu như là mình lúc đó không có ước mơ gì nữa hết mọi người. Nên là không có biết thi vào trường gì. Thì lúc này ba mình mới nói là thôi con thi vào ngành tài chính ngân hàng đi, để sau này cho dễ xin việc. Thì lúc này ba nói gì thì mình làm theo thôi, chứ không có chính kiến. Tại vì lúc đó mình hết ước mơ rồi đó, nên là mình làm theo. Làm theo ba thì ba dặn như thế thì mình làm. Năm nhất đại học cũng trôi ra qua rất là bình thường. Đi học thì đi cho có, tại bản thân mình á, mình đi học thì đi, thì nói đi học thì đi học, nói chung bản thân mình luôn có cố gắng nỗ lực một nỗ lực để đạt được một cái thành quả nào đó, chứ mình không thể mà
giống như làm cho có mình, khi bản thân Trang có một cái suy nghĩ là khi mình đã quyết định làm một cái việc gì đó thì mình làm tới cùng, không bao giờ phải, ít nhất phải có một kết quả, không đứng nhất thì phải đứng nhì hoặc là một cái giải nào đó. Không bao giờ Trang để cho bản thân mình bị là giống như người vô hình, Trang không chấp nhận điều đó. Thì khi đại học cũng thế, mình luôn cố gắng, mình nỗ lực thành viên nhất lớp hoặc là nhì lớp, và mình cũng tham gia các hoạt động giống như là nghiên cứu khoa học này nọ để đạt được, và bản thân Trang cũng đạt được giải nhất. Nói là cái thời sinh viên nhưng mà thực ra trong cái khoảng đó thì nó có rất là nhiều câu chuyện. Thì hôm nay nhân cái cơ hội này thì Trang cũng chia sẻ cho mọi người. Cái câu chuyện đầu tiên là vào năm 2 đại học, mình phát hiện ra là mình đam mê kinh doanh, không phải kinh doanh, mình đam mê thời trang, quần áo. Mặc dù cái thời mình đi học là ba mẹ gửi tiền lên không phải là quá nhiều, nhưng mà tháng nào Trang cũng dành ra 500 ngàn để mua quần áo. Dù kiểu gì thì không bao giờ để thiếu hết. Nói chung là mê quần áo từ thời đó. Đó nên là từ năm 2 đại học thì mình với một người bạn của mình, bạn thân hồi cấp 3, thì mới hai đứa với bạn kế hoạch nhau là mình bán quần áo online. Thì lúc này mình với bạn mình mới lên một kế hoạch rất là chi tiết là phải bán như thế nào, bán như thế nào. Và bạn mình là rất là rành, có nghĩa là bạn mình rất là rành nghiên cứu và cũng kêu là phải lập fanpage nè. Nhưng hồi đó bọn mình không có biết chạy quảng cáo đâu, không biết bạn chạy quảng cáo, chỉ biết lập fanpage và bán hàng như vậy thôi. Ngay sau bạn cũng làm những công việc đó. Nhưng mà khi mà mình làm á, mình bắt đầu, đó là gọi là cái công việc khởi nghiệp đầu tiên của mình. Thì lúc này hai đứa tìm kiếm thì tìm kiếm được một cái shop, nói chung cũng khá có tiếng ở Hà Nội. Thì lúc này hỏi họ lấy sỉ như nào, họ mới nói là ồ lấy sỉ thì 20 cái đầu tiên. 20 cái đầu tiên, ồ lúc họ tính tiền xong hết 14, nói chung là 14 triệu mấy, gần 15 triệu. Mà trong khi đó hai đứa không có một đồng nào hết, không có vốn, nhưng mà hai đứa vẫn sẵn sàng lên kế hoạch là thôi mình đi bán hàng online. Thì lúc này là hai đứa chia đôi tiền, là đứa 7 triệu mấy thì gọi điện về cho gia đình. Bạn mình rất là dễ, gọi điện một phát là ba mẹ cho đồng ý gửi tiền lên để mua luôn. Còn mình gọi điện cho mẹ đầu tiên thì mẹ không có cho, tại vì bản thân mẹ mình là không có đồng ý cho việc là mình đi kinh doanh hay gì hết. Đi học là cứ lo đi học thôi, không có cho kinh doanh hay gì hết. Thì lúc này mình thấy gọi điện cho mẹ không được, cái xong mình chuyển qua gọi điện cho ba. Chuyển qua gọi điện cho ba thì mình thấy tình hình là không có khả thi, rồi ba mình cũng không cho, nên là mình chuyển qua là thôi ba cho con mượn. Thì lúc này mình nói là con mượn và tầm 5 tháng sau con trả. Tại lúc đó không biết đâu, thì cũng mượn lùi thôi. Xong rồi ba kêu ok 5 tháng sau trả thì cho mượn. Thì mượn xong, lúc đó là mình với bạn mình là mượn đủ tiền để lấy hàng về. Lấy hàng về thì bắt đầu là úp bán rồi chụp bán, nói chung là làm cũng đủ trò, nghiên cứu thị trường này nọ như đúng rồi, nhưng mà thực ra là kết quả là không bán được gì hết. Xong rồi, nhưng mà cuối cùng thì khi mà mình làm cái công việc, tại vì online thì nó mới có một cái, đó là nếu mà mình làm một thời điểm mà giống như nó đủ lâu ấy, thì sẽ có một số người họ biết tới mình và họ sẽ bắt đầu quan tâm. Thì lúc này tầm được mình với bạn mình làm chung được 4 đến 5 tháng gì đó thì thấy không có lãi rồi mà còn lỗ lỗ nữa. Mà cái hàng đó thì đâu phải là mình giữ nguyên, mình lấy về rồi là mình từng đó đâu, mình còn phải liên tục cập nhật mẫu mới. Thì nhà mình nhớ trời giống như một cái kho hàng luôn á, tại bạn mình ở Thủ Đức còn mình ở quận 10. Thì nhà y như cái kho hàng, tại chứa toàn hàng tồn. Thế xong rồi, bạn mình lúc 5 tháng sau thì quyết định là bạn đó ngưng, không có làm nữa, bạn đó rút vốn. Vốn đó là 7 triệu mấy nhưng mà cũng rút rất là hoành tráng. Rồi ok, xong rồi mình kêu là, tại vì giống như lúc đầu mình nói, mình không bao giờ cho phép bản thân mình, khi mình đã quyết định thì mình bắt buộc làm tới cùng. Đó nên là cái công việc kinh doanh đó đầu tiên của mình, dù thất bại, dù không có phải là lãi nhiều, nhưng mà bản thân mình theo đuổi nó đến cùng luôn. Có nghĩa là lúc mà mình kinh doanh năm thứ 2 và mình làm tới khi mình ra trường, mình làm công việc trước khi làm Nu Skin, khi mà bắt đầu qua Nu Skin là mình bắt đầu ngưng công việc đó. Còn trước đó là mình vẫn duy trì làm từ năm 2 tới thời điểm hiện, lúc năm 2016. Có nghĩa là bản thân mình luôn không bao giờ cho mình cái sự mà giống như là bỏ cuộc, mình không có chấp nhận điều đó. Thì mình theo tới cùng, kệ bạn không làm thì thôi mình làm mình. Đó thì cái công việc đó thì cuối cùng nói chung là thực ra suy cho cùng những cái năm tháng mình theo đuổi nó thì cũng không mang lại tài chính bao nhiêu hết. Lãi chắc không biết có được 10 triệu không. Tại vì một cái áo, một cái đồ của mình thì chỉ lãi được 50 ngàn thôi, mà tiền xăng xe rồi ship rồi đi lấy ở nguồn ở đây, nguồn ở rất là nhiều nơi thì chẳng còn gì hết. Và rất là cực. Nên mình hiểu, nhưng mà bản thân lúc đó thì nói chung là cũng còn trẻ nên là mình chấp nhận những cái điều đó, mình không có sợ. Rồi thì năm 2 nói chung là như vậy, thì mình đó là cái lần kinh doanh đầu tiên của mình.
năm ba của mình thì nó có một sự cố với gia đình. Cái sự cố này thực ra là nó là một cái gì đó mà gọi là dấu ấn trong cái cuộc đời của mình luôn. Hơi bị cảm xúc một tí. Vào một ngày đẹp trời ha, mình sẽ kể ngắn gọn thôi chứ tại vì cái này kể ra mình dễ khóc. Đó thì mọi người thông cảm, tại Trang cũng rất là dễ khóc. Vào một ngày đẹp trời vào lúc 2 giờ sáng mọi người, thì giống như ba mình có nhắn cho mình một cái tin, là tại vì trước đó nó có chuyện thế này, em trai của mình nhá, chắc chắn bây giờ em trai của mình cũng đang nghe live. Giống như khi mà mình học năm 3 thì em trai của mình á, tại bản chất em nhà mình, em trai mình rất là quậy phá, thì về cái giống như là cái đợt đó nó gây một cái chuyện rất là nghiêm trọng, giống như là nó mở két sắt này, xong rồi lái xe ô tô của ba đi cầm cố đó. Nên là không biết mọi người nghe rõ không ạ? Nên là cái nguồn tài chính của mình hầu như là bị mất, mở lấy hết tiền trong két sắt của ba mẹ rồi lại lấy xe của ba đi cầm đó. Thì xong sau đó thì ba mình sau cái vụ đó cũng gọi điện lên cho mình nói rất là nhiều, nói chung là ba buồn thì mình biết, tại vì ba mình là con người giống mình rất là tình cảm thì mình rất là hiểu. Và vào một hôm thì lúc 2 giờ sáng mình đang học bài thì ba nói gì, thực ra câu đó thì mình không có nhớ, tại ba cũng nói dài xong, nhưng mà nội dung của nó là ba rất là buồn và kiểu đau lòng á. Thì lúc đấy mình học bài á thì mình vứt hết sách vở luôn phải, và nằm khóc không nguyên một đêm đó luôn. Thì tại vì lúc đó bản thân mình rất là ghét, ghét em trai của mình, ghét kinh khủng nó mặt rồi, ghét, nói chung là mình cảm giác mà mọi người hiểu cái cảm giác mà khi một người em của mình á, nó gây ra những chuyện như thế với gia đình mình, mà cái gia đình của mình rất là yêu thương, thì mình cảm giác như là mình muốn, giống như là cái này là mình chia sẻ rất là thật luôn, là mình muốn em mình hả, thôi có ai công an bắt vào tù đi, hoặc là bản thân mình lúc đó một đứa con gái rất là yếu đuối, nhưng mình cũng nói là nếu mà mình gặp được nó chắc chắn mình sẽ giống như giết nó luôn đó mọi người. Có nghĩa là lúc đó cái cảm xúc của mình nó rất là đau lòng đến tột đỉnh luôn, tại vì không phải là mình bị đau mà mình cảm thấy nó làm tổn thương ba mẹ mình nên là mình đau. Nên là từ cái việc đó là cảm thấy mình, nói chung là cái sự việc đó xoay quanh thời gian rất là dài, nó theo đuổi em rất là dài luôn á. Thì xong sau đó thì tại vì lúc đó Dũng nó chỉ giống như nó, tại vì em lúc mà thấy như thế thì mặc dù ghét nhưng mà vẫn phải nhắn tin dỗ ngọt, nhắn tin dỗ ngọt dịu dàng với nó, tại vì ở nhà không có ai nói chuyện được với nó hết. Cái xong em học ở xa nên là em cứ toàn phải nhắn tin dỗ dành, thì cứ duy trì cái tình trạng như thế. Còn ba thì lâu lâu vẫn gọi điện lên là cứ than, giống như Dũng đi chơi xuyên đêm hay gì đó thì cũng nhờ em, phải là em gọi điện cho Dũng nói Dũng về này nọ. Và tại vì Dũng là giống như mọi người, nếu mà mọi người có một đứa em mà rất là hư quậy phá dính vào những cái tệ nạn xã hội thì mọi người sẽ hiểu được những cái cảm giác mà thực sự là nếu mà một người trong gia đình thì mình không bao giờ chấp nhận được cái điều đó. Nó nên là em cứ duy trì cái tình trạng đó. Nhưng mà vì cái sự cố gặp cái này á, thì giống như là ông trời cho em một cái cơ hội nào đó để mình vượt qua vậy đó. Em nhớ cái vào một cái ngày nào đó thì em không nhớ, tự nhiên em với Tiến với Mai là ba đứa bạn chơi thân chung cấp 3. Thì lâu, tại vì Tiến là em gọi bằng bố, lâu lắm rồi không khi, nói chung hồi cấp 3 là chơi thân, nhưng mà sau khi lên đại học là không có chơi với nhau. Không có chơi với nhau, tự nhiên vào một ngày đẹp trời Tiến nhắn gọi điện cho em, xong rồi sao em cái khóa mật mã tài năng á, lúc mà anh còn là người khổng lồ á. Thì về sau này em mới biết rằng là vì trước là cũng thiếu cao với anh nên mới sao em đó, thì về sau này em mới biết thôi chứ còn lúc trước em không biết. Thì sao em cái khóa đó thì lúc đó học phí là 3 triệu đúng không anh, em nhớ là 3 triệu. Thì em lúc đó là em quyết định đi học, mặc dù lúc đó không có tiền nhưng mà gọi điện xin, khi mà Tiến ra xong em gọi điện về xin ba là học đóng học phí tiếng Anh. Nên là xin ba để lên đi học. Lên đi học xong, sau cái lớp học đó nói chung bản thân mình đã thay đổi và nhận ra được rất là nhiều giá trị từ cái khóa học đó. Xong sau đó, sau kết thúc lớp học, mình lại có lớp là Cao Minh, em không có nhớ tên là gì hết, giờ không có nhớ được cái tên ngày xưa.
thì đi về, đi học lớp Cao Minh tiến leadership tiến mới nói là cái lớp học này chỉ là một phần nhỏ thôi, còn bản chất quan trọng vẫn là lớp Cao Minh. Nếu mà em muốn thay đổi hoàn toàn con người của em thì em phải có mặt ở lớp Cao Minh đó, lớp leadership đó, thì em mới hoàn toàn thay đổi được. Lúc học phí lúc đó em nhớ là 6 triệu, cái xong rồi, tại vì lúc đó mình đang thực sự mình rất là mong muốn mình có một cái điều gì đó và mình cũng muốn thay đổi, thì lúc này em mới quyết định là tham gia cái lớp học này. Trời ơi, lúc xuống là hoang mang, lúc này không phải cái dụ tiền chứ, lúc đó 6 triệu là cũng không có tiền. Thế xong là lúc này mới gọi điện nghĩ rằng là ôi giờ nghĩ ai để cho mượn tiền đây, tại vì ba là nói tiếng Anh rồi, giờ hết hết cách để xin tiền rồi. Nên là lần này đến nói là thay đổi hoàn toàn em, nên em quyết định là đi mượn tiền. Em mượn cái chị con nuôi của ba em, kêu là chị cho em mượn 6 triệu đi, khoảng 2-3 tháng sau em trả thôi, em chắc chắn luôn. Và bản thân mình, lời nói của mình rất là uy tín cho mọi người. Mình nói là mình làm, không bao giờ mình nói để cho qua. Thì lúc này chị đó cũng cho em mượn 6 triệu, em nên em đóng học phí lớp leadership đó. Học leadership mới vô là trời ơi, em không có hề biết mà cái lớp học nào nó kinh khủng như cái lớp học đấy. Cái xong lúc mà ra lên cây á, là mình nói trời, cái trò này giờ mình không chơi được bây. Rồi khi nào kết thúc, tại lần đó là lần đầu tiên mình đi luôn. Xong em nghĩ là trời ơi thôi mình không đi, mình trốn thế này trốn thế kia. Rồi em nhớ lần đó Tiến còn ra tát em mấy cái. Trời ơi, nói chung là mình hoang mang tiền tột độ luôn. Nhưng mà sau cái nhờ khóa lớp học đó thì mình nhận ra rằng được cái ước mơ của mình là gì. Thì cũng rất là cảm ơn Tiến vì cái lớp học đó. Lần đầu tiên thì nó cũng giúp em thay đổi rất là nhiều. Thì em kể cái ước mơ của mình lần đầu khi mà em đi như vậy. Thì cái ước mơ của em á là giống như là em giúp được em trai em thay đổi. Và có giống như ba mẹ em hạnh phúc và tự hào về em. Nó là ước mơ mà cũng giống như cái mục tiêu, cái tầm nhìn mà em có thể vượt qua được cái trò chơi đấy. Không phải trò chơi mà một cuộc đua. Đó, thì lúc này á, thực ra lúc đó mình nhìn thấy cái đó, mình nhìn thấy cái ước mơ của mình như vậy thôi. Nhưng mà sau này á, thì sự thực nó được thực hiện thực hóa là khi em làm công việc nuôi skin này, thì tất cả mọi cái điều đó nó được diễn ra trong cái, trong nó là năm 2018 2019 này luôn. Thì những cái điều đó nó được hiện thực hóa luôn và nó y chang như những gì em nhìn thấy ở cái lần đi Cao Minh đấy. Thì mọi thứ rất là tuyệt vời. Và sau cái lớp học này thì bản thân em là em mong muốn lần nói chung là mong muốn khao khát tột độ luôn, là trời ơi phải làm sao mà cho em phải đi được hai cái lớp học này. Và mình về nhắn tin dụ dỗ làm đủ mọi kiểu luôn, không được, tại vì lúc đó khó lắm. Tại vì em trai em lúc đó thực sự rất là khó luôn, không thể thuyết phục được và không thể nào dụ dỗ nó xuống Sài Gòn được luôn á. Nên là không có thuyết phục được, nên là em cũng dần dần nên là nguôi nguôi. Thì sau cái lần mình đi học về thì mình bắt đầu, tại vì mình có lời hứa là mình trả nợ này, nên là bản thân em lao vào công việc nhiều hơn. Lúc này mình cũng làm thêm rất là nhiều, làm giống như là làm ở cơm tấm Cali này, rồi làm ở... Xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã xem đoạn video clip này. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận những cái video kế tiếp thì chúng ta hãy bấm vào subscribe của kênh của Linh. Chúng ta hãy bấm vào subscribe ở dưới đoạn video clip. Và chúng ta hãy nhớ bấm vào nút chuông. Nhớ nhá, bấm vào nút chuông. Bởi vì khi chúng ta là bấm vào nút chuông thì mỗi lần mà Linh upload video lên thì chúng ta là người đầu tiên chúng ta nhận được cái video này. Và chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm vào subscribe và bấm vào nút chuông. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại đó, chúng ta bấm vào nút chuông. Bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được video những cái kiến thức chia sẻ về phát triển về bản thân, kiến thức về kinh doanh làm thế nào để chúng ta thành công và làm thế nào để chúng ta hạn chế những cái thất bại trong cuộc sống này. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Hãy share video này để cho những người bạn của mình, để cho nhiều người bạn để chúng ta nhận được những video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở những đoạn video kế tiếp. Đó. Thì mình làm rất là nhiều công việc như thế để mình trả nợ cái số tiền mà mình mượn đi học á. Chứ không thể nào mà một lần như thế mình thất hứa là không được. Tại vì riêng em thì em không bao giờ cho phép bản thân mình một lần thất hứa với bất kỳ ai hết. Nên dù bằng bất kỳ giá nào thì mình cũng phải làm được điều đó. Đó. Và sau khi mà em ra trường á, sau khi em ra trường thì mình học tài chính ngân hàng mà. Cái xong rồi ba cũng gọi điện, tại vì nhà có người quen làm ở ngân hàng Đông Á ở Gia Lai. Thì mới kêu em là thôi về ngân hàng Đông Á làm đi. Nói chung là có chân để chạy vô. Thì em mới nói là
Thực sự là cái suy nghĩ này là nhờ những cái gì từ khóa học Cao Minh về á. Chứ bản thân em nếu mà thực sự con người trước kiểu em thì chắc em không suy nghĩ được vậy đâu. Em nói là từ hồi cấp 3 thì đã tốn nhiều tiền rồi, lên đại học này rồi chi tiêu rất là nhiều. Thì em muốn là sau khi ra trường thì bản thân mình phải tự lập, mình phải tự làm được chứ, mình tự xin việc được chứ không có muốn phụ thuộc vào ba mẹ như thế. Vì nếu mà làm vô ngân hàng thì không biết bao giờ mình mới lấy lại được tiền đó. Mình cũng phải bỏ ra một số tiền lớn để mình chạy vào chỗ đó mà. Nên là em mới nói là thôi để con tự lập. Thì sau đó thì mình nộp đơn vào một trung tâm tiếng Anh. Thì cái thời gian mà làm trung tâm tiếng Anh thì lúc đó mình có giống như là có tài chính, mà nếu mà một sinh viên mới ra trường mà lương có nghĩa là cũng mười mấy thì cũng là ok rồi, và mình cảm thấy mình hài lòng với như vậy. Có tài chính. Tuy nhiên thì thời gian làm việc của em lúc đó là từ 5 giờ sáng này là phải đi sự kiện ở các trường học, làm tới 10 đến 11 giờ đêm. Một tuần chỉ có được nghỉ thứ tư. Lúc đó cái khoảng thời gian em làm ở trung tâm tiếng Anh là mất tất cả các mối quan hệ. Nói chung là không liên hệ ai hết, tại vì trong giờ làm không được xài điện thoại. Rồi xong thứ tư thì tất cả mọi người đi làm, mình em được nghỉ ở nhà. Xong rồi mình không còn mối quan hệ nào hết. Kể cả ba mẹ mình muốn giống như ngày lễ hay gì mà muốn gọi em, mà gọi em về em cũng không có về được. Rồi bình thường ba mẹ gọi điện lên cũng không có nghe được. Nói chung là cái khoảng thời gian em chỉ dành được duy nhất cho gia đình là thứ tư, nhưng mà cũng ở nhà cũng rất là bận, nên là hầu như rất là ít. Thì công việc đó nó cứ kéo dài cho em như vậy tới khi mà vào một tháng 8 á. Em nhớ là tháng 8 2016. Thì lúc này là một cái cơ hội này rất là kinh khủng nha. Đó là tháng 8 2016 thì trước đó là Mai á, Mai là bạn cùng phòng với em, thì Mai vô làm công việc kinh doanh Nuskin được 1 tháng rồi. Thì lúc này vào cuối tháng 8 thì Mai vô tháng 7, xong rồi Mai làm đến tháng 8 là 1 tháng. Xong cuối tháng 8 thì tối hôm đó hai đứa mới ngồi nói chuyện. Nằm nói chuyện chứ không phải ngồi, cũng khuya rồi. Thì nói chuyện thì lúc đó, tại vì bản thân em là một người ở ăn chung, ngủ chung và sinh hoạt chung với Mai, tất cả mọi thứ thì em đều thấy được rất là rõ luôn. Rất là rõ cái sự thay đổi của Mai, cái giống như là, cũng như là cái rất là tự do này, thích mặc được gì thì mặc này, rồi muốn làm gì làm này, rồi lại có tài chính nữa. Nhớ không nhầm là có ngày hôm qua livestream của Mai thì Mai có chia sẻ là cái lần đầu tiên Mai kiếm được 20 triệu mà gọi điện cho em khóc. Nên là, trời ơi, lúc đó Mai là một người rất là cảm xúc luôn. Ngày Mai chia sẻ cho mình như thế, xong rồi Mai sâu ra. Ok, rồi ngày mai em xin nghỉ. Ngày mai đi tới trung tâm là với tâm thế là xin nghỉ rồi. Sáng, trưa, tối là cứ ra đi vô cái phòng giám đốc nói chuyện liên tục. Mà em công nhận một điều rằng á, khi mà người ta đã không thích rồi thì có vô vàn lý do để người ta từ chối. Và bản thân em lúc đấy vô vàn lý do. Em thấy lý do quá trời luôn. Và cuối cùng thì em cũng được đồng ý xin nghỉ. Đồng ý cho nghỉ. Rất là vui, vui khi được nghỉ làm. Và hầu như cái tháng lương đó mình không có được nhận gì luôn. Nhưng mà mặc dù mình cũng rất là vui vì mình thoát ra được, có nghĩa là mình được tự do rồi á anh. Nên là rất là vui. Thì yeah, bây giờ khi mà mình bắt đầu vô làm công việc kinh doanh Nuskin. Khi mà mới đầu vô á là em chưa có được học lớp gì, lớp marketing thời đại mới đâu, hay là lớp khởi nghiệp Bro 4.0 này như là hiện tại á, thì không có được học lớp đó. Đầu tiên thì Mai nói em là nghe Mai sell xem có dễ không. Em kêu dễ, đâu có gì đâu dễ. Thế xong rồi đầu tiên sell lăn, cái xong em thấy Mai hỏi dễ không, em nói dễ mà có gì đâu, thì em thấy dễ thiệt. Cái xong rồi Mai lúc đó là Mai chạy quảng cáo, xong rồi hai đứa em sell. Thì xong rồi, em thấy sale lăn sale dễ quá vậy, mà lãi ơi là lãi. Lãi quá trời lãi luôn. Trời ơi, mà sale em thấy hay là cũng không biết tại sao luôn á. Nhưng mà lúc đó mới đầu vào thì em sale rất là dễ luôn. Em hầu như là khả năng chốt sale của mình khá là cao. Xong sau đó mình làm được khoảng 1-2 tháng gì đó, Mai mới cho đi học lớp giống khởi nghiệp Bro 4.0 này nè. Đó thì lúc đó mình mới biết là viết quảng cáo này nọ. Nhưng mà còn lúc đầu mới vô làm, và hầu như bản thân em lúc mới vô làm là chỉ có sale lăn thôi nha. Và em cũng không hề biết Nuskin là công ty đa cấp đa tầng hay là không biết cái gì luôn. Chỉ biết mỗi lăn thôi, là em cứ sale liên tục như vậy. Không biết Mai đâu có nói đâu, Mai nó đi làm mã cho em còn không biết. Nói chung là không có thông tin gì hết. Mãi về xong biết, mình có chứng nhận em ơi. Không hề biết những cái điều đó. Thì
À, khi mà mình làm như thế thì một thời gian về sau á, giống như ở đây thì em chia sẻ luôn là cái thời gian mà mình lúc đầu mình xem mình thấy dễ đúng không, nhưng mà về sau sau khi mình học khởi nghiệp và rồi 4.0 xong, tại vì bản thân em là một đứa mà nói chung là cái khả năng sáng tạo rất là thấp luôn, thấp sáng tạo là không có, không như ít lắm luôn á, thì lúc học khởi nghiệp và rồi 4.0 xong cái xong rồi viết content, ôi mẹ ơi, nằm lăn lộn là viết giống như là trong lớp anh Linh lúc đó anh cũng chia sẻ cái là phải viết là 7 ngày liên tục viết thế này thế kia 30 bài phải khi nào hoàn thành thì thôi. Em lăn lộn viết, trời ơi cạn ý tưởng, em thấy trời ơi sao mấy người này siêu thế, ý tưởng đâu nhiều thế, em viết trật qua trật lại xong rồi mới được luôn. Nói chung là bản thân em là một người mà nói chung hiện tại bây giờ luôn em không phải là một cái thế mạnh của em. Nhưng mà có một cái mà mình cảm thấy tâm đắc đó là giống như khi mà em tham gia công việc này này, thì bản thân mình khi tham gia công việc này thì mình giống như một trang giấy trắng vậy á mọi người. Thì trang giấy trắng nó quan trọng là mình vẽ cái điều gì lên đó, thì lúc này em vẽ từ dễ lên đúng không, thì nên là em xem em cũng thấy dễ, em mặc dù em không giỏi nhưng mà bản thân em cũng thấy dễ. Mặc dù nha, giống như là những cái thời điểm tiếp theo đó giống như mọi người Facebook bão bùng này, rồi ok em chấp nhận, rồi mọi người chạy ẹt mắt này, không ra số này, em vẫn ra bình thường. Mặc dù cái xong mọi người xem bảo em ủa thế nào mà ra số à, cái xong em nói không biết thì nó ra số vậy thôi. Có nghĩa là vì bản thân em nghĩ là nó dễ nên là nó cứ ra bình thường vậy thôi, nên là nên là cái việc đầu tiên những cái bạn mới ấy, mới tham gia công việc này, nên là mọi người phải giống như là mình, cái tư duy của mình rất là quan trọng. Nếu mình nghĩ nó dễ thì nó sẽ dễ, mà nếu mình nghĩ nó khó là chắc chắn nó khó rồi đó. Giống như em cứ nghĩ dễ đi, một đứa hả không biết gì hết nhưng cứ nghĩ dễ cái xong dễ hết. Và sau đó thì cái đợt mà cái thời gian đầu là em sell lăn đúng không? Nếu em sell kinh khủng, vậy phải là kinh khủng luôn, khả năng chốt sale em phải gọi là đỉnh, thực sự luôn, ngưỡng mộ mình thời đó. Đợt đó em nhớ là mai đi ra Hà Nội để tuyển dụng á, là lúc đó em cân cân cho Mai luôn, gọi đi liên tục luôn, em gọi cho khách của em gọi cho Mai, xong rồi hôm đó Mai ra Hà Nội mà em cứ báo đơn là Mai ơi chốt cho Mai được mấy đơn rồi, chốt cho Mai được mấy đơn rồi, em báo liên tục luôn á. Xong rồi Mai đâu cần làm gì đâu, có em ở nhà chốt rồi mà, hậu phương vững chắc luôn, thế như thế trời ơi. Nên là đợt đó là mình sao rất là ghê, có ngày em sao cả thùng lăn luôn. Còn nhớ một đợt nữa là ra quán cà phê ở Tú Xương. Đợt đó là cái Facebook bị báo thì tất cả mọi người chạy ẹt không được thì bản thân mình chăm sóc thôi, chứ còn không có chạy ẹt được. Thì lúc đó Tiến lại chạy ra được, nhưng mà nhân viên Tiến lại sale không tốt, thì em mới ra sale dùm. Thì ngay lúc đó cũng là cái thời điểm mà anh Hiếu ở Hà Nội vô học, bữa đó em sale cho Tiến nhiều lắm, chắc cũng phải cả thùng luôn á, chốt liên tục luôn. Xong anh Hiếu vô học, anh Hiếu kêu ê con bé này sale giỏi quá, nên là vô học ngồi lắng nghe khí thế luôn. Nghe xong rồi hỏi, ủa khách mua rồi hả em? Dạ. Ủa chốt xong rồi hả? Dạ. Ủa nói vậy là chốt rồi hả? Dạ. Xong rồi cuối cùng mấy người đó mang tiếng là từ Hà Nội vô học, nhưng cuối cùng nghe xong rồi, ủa không biết là sao mà chốt được luôn á. Em chốt vậy thôi, đâu có gì đâu, một bài em nói hoài luôn á, em nói cho thuộc lòng mà ngấm trong người của em này nè. Cái xong rồi mấy người kêu, ồ dễ hả? Sao đơn giản quá vậy? Em nói, ồ em cũng biết, tại vì em thấy nó dễ mà. Đó nên là từ đây thì mình nói cho mọi người hiểu được là cái quan trọng là cái cách suy nghĩ của mình thôi, chứ không đừng có làm quan trọng hóa vấn đề lên. Về sau này giống như em bán sau khi lăn đúng không, là em bán TrueFace này, em bán TrueFace rồi em bán Wiseband, rồi em sau này về sau em theo Galvanic tới tận bây giờ, thì những cái sản phẩm đó em bán cũng rất là bình thường, em không có trải qua, có nghĩa là không có gặp quá nhiều vấn đề khó khăn gì ở những cái sản phẩm đó hết, tại vì bản thân mình cứ thấy nó dễ là nó dễ thôi. Và lúc đó ai cũng gọi em, giống như em bán thì là mấy bạn trong văn phòng gọi em là Thành cái đó. Lúc thì Thành lăn, xong rồi chuyển qua Thành đua phay, rồi Thành qua spam, rồi xong rồi Thành máy. Có nghĩa là bán gì mà người gọi là Thành đó, tại vì chốt dữ quá. Tại vì em cũng chốt, thời đó là chốt kinh khủng lắm. Đó, thì khi mà thời đầu tiên mình làm thì có một cái tháng mà đỉnh điểm là em lãi đâu khoảng 200 triệu á. Lần đầu tiên trong cuộc đời của em có số tiền nhiều kinh khủng khiếp như thế, phải nói là nhiều. Lần đầu tiên cái thời mình bắt đầu đi làm, chưa bao giờ mình có số tiền như thế hết. Và lúc này á, bản thân mình cũng không có đi học hỏi về tư duy hay là phát triển bản thân nhiều. Thì em thấy nhiều tiếng em cũng biết làm gì, thực sự luôn. Cái xong rồi mình ngay lập tức mình gọi điện về cho ba, kêu là ba ơi, con có 200 triệu, ba cho con số tài khoản con gửi về cho ba.
100 triệu. Nghe xong bà nói, Hà làm gì mà nhiều tiền quá vậy? Thế xong rồi con kinh doanh kêu, bán hàng gì mà ghê vậy? Sao mà gì tự nhiên nhiều tiền, giống như sợ em hả, làm cái gì phạm pháp hay gì á. Thế xong nó không có, con bán hàng này nó lãi nhiều lắm. Mà hồi đó thực sự là em rất là thật thà mà rất là hiền, kiểu ngây thơ như thế. Thế xong rồi ba nói, ồ vậy hả, giống như là kêu, đừng có làm gì phạm pháp hết nha. Tại vì lúc đó là lúc mà em làm Nuskin á, là em không có nói ba mẹ, và ba mẹ cũng rất là muốn kiểu em đi Nhật. Kêu là thôi đi du học Nhật đi, thì cái cho cái cuộc sống mình nó thay đổi ấy, thì em cũng rất là muốn. Thì lúc trước khi mà làm Nuskin em cũng có thời gian đi học tiếng Nhật. Nhưng mà sau đó mình làm, mình gửi tiền cho ba ấy rồi không thể nói gì nữa hết. Xong mình cũng, em cũng gọi điện về cho ba kêu là ba, con không có đi Nhật ở đâu nha, con làm công việc này, công việc này thoải mái thế này thế kia, tốt lắm. Rồi xong vậy là cả nhà cũng đồng ý là không đi Nhật nữa, xong ở nhà làm. Nhưng mà cái thời điểm đấy đúng là gửi tiền về là ai cũng sợ. Em nói thiệt là sợ kinh khủng luôn. Mình cứ nghĩ là em ở trên này làm cái gì đó không có phạm pháp hay gì mà sao tự nhiên mà nhiều tiền vậy. Đó là cái câu chuyện mà lần đầu tháng đầu tiên mình nhận được nhiều tiền ha. Thì sau đó thì nói chung là cái công việc này thì hầu như em cũng không có gặp khó khăn nhiều, thực sự là như vậy. Tất nhiên là có khó khăn, nhưng mà mình cứ nghĩ nó là cái điều đó nó phải được xảy ra như thế. Thì giống như bản thân em cũng chia sẻ mọi người luôn, khi em gặp khó khăn á thì em sẽ đi ngủ hoặc là làm gì đó, rồi xong là em sẽ qua cảm giác đó là em lại chiến đấu lại, chứ em không có phải là em sẽ xuôi luôn hoặc là sao đó. Thì bản thân mình trước giờ mình không bao giờ cho phép mình bỏ cuộc rồi, nên khi mình làm gì giống như là trong công việc này thì em cũng phải là dù sớm hay muộn gì thì cũng phải lên team Elite Platinum for ta. Thì mình mới cho phép bản thân mình là có thể là ngưng hoặc xuôi gì đó. Thì đó trong tương lai thì chắc chắn cũng không có rồi. Nhưng mà mình ví dụ như thế để cho mọi người hiểu là cái tính của mình là bản thân mình không bao giờ chịu chấp nhận những cái thất bại hay gì hết. Đó thì lúc đó em là rồi sau đó thì sao ta? Thì tới giờ thì vẫn rất là duy trì đều đặn. Không có gì mà gọi là quá gặp nhiều khó khăn đó. Nên là khi mà mình làm cảm thấy quên, phải có một điều rất là quan trọng nữa phải kể cho mọi người là khi mà mình làm tốt như thế thì lúc này em mới bắt đầu thuyết phục được em trai của em xuống Sài Gòn làm với em. Và rất là cảm ơn cái môi trường này luôn, đặc biệt là cái môi trường DMF1 1B. Nó đã giúp không những bản thân em thay đổi mà nó còn giúp em trai của em. Từ một đứa ngang ngược, có nghĩa là ham chơi quậy phá thế này thế kia, và nó đã thay đổi hoàn toàn con người của em luôn. Mà cái nhớ là sau 2-3 tháng gì đó làm công việc này, em trai của em bắt đầu công việc này á, thì em bắt đầu dụ nó được đi lớp học leadership. Trời ơi, và lần đầu tiên trong cuộc đời mà em cảm thấy hạnh phúc kinh khủng khiếp là nó ôm em khóc và nó nói là cảm ơn em, rồi cảm ơn ba mẹ. Thật sự lần đầu tiên trong cuộc đời mẹ mà em cảm thấy hạnh phúc kinh khủng khiếp như thế luôn á. Nên là em cảm thấy trời ơi, không khi nào mà mình cảm thấy mà mình rất là biết ơn cái cơ hội này. Thực sự luôn, nó không những thay đổi tài chính của mình thì đó là chắc chắn rồi, mà nó còn thay đổi những người thân yêu nhất của mình. Đó là đặc biệt là em trai của em. Và bây giờ mỗi lần về nhà là ba mẹ cũng luôn nói là trời ơi, cảm ơn em á, đã cho Dũng xuống đây và có cái môi trường để nó rèn luyện bản thân và giúp nó thay đổi. Tại vì bây giờ Dũng so với ngày xưa trời, giống như là 360 độ luôn. Nói chung là trái ngược nhau hoàn toàn, không có phải là như trước kia nữa. Thì ba mẹ em cũng rất là vui mừng vì điều này, thì bản thân em cũng rất là hạnh phúc. Đó. Dạ. Đó là câu chuyện của mình khi mà mình bắt đầu làm. Giờ chia sẻ gì? Giờ chia sẻ với mọi người cái thực ra thì anh Linh có soạn cho mình mấy câu hỏi nhưng mà trả lời các câu hỏi không biết bắt đầu từ đâu. Đúng rồi, có một câu hỏi là mình rất là đặc biệt ấn tượng nên là mình muốn kể cho mọi người đây luôn, là làm sao để được đạt top GSV 10.000 điểm. Thì nhân lúc này mình kể cho mọi người một câu chuyện mà nói chung là cái này cũng là
vừa hên mà xui. Thì vào một ngày đẹp trời, nói chung là khi mà anh Linh họp các leader lại với nhau từ Ruby Up trở lên á, thì cái hôm nào trùng cái hôm là mình lười biếng và mình quyết định là không đi họp. Thì anh Linh với Đăng cũng quyết định là ai đi họp thì được tặng cái chiếc đồng hồ này. Mọi người thấy không? Đây, đồng hồ Tết Môn Em. Và trời, lúc đó mọi người biết một cảm giác của một người mà không được nhận á, mình không có chấp nhận cái điều này. Vì cái đồng hồ này á mọi người, vì cái đồng hồ này nên một lần mình đưa ra quyết định là mình phải đạt được, mình phải có được nó. Thì hôm đó là ai đi là được nhận thì không nói ha, nhưng mà có một điều kiện thứ hai anh Linh đặt ra là ai đạt được tháng đó 10.000 điểm thì anh Linh sẽ tặng. Cái xong là lúc mà mình anh Linh họp xong và đưa cái chỉ tiêu đó, mình kêu là ồ ok, không được không sao, bây giờ chắc chắn tháng này mình phải làm 10.000 điểm bằng mọi giá luôn. Có nghĩa là mình cam kết với bản thân mình là mình phải có cái đồng hồ này, không thể nào không có được. Tại sao mọi người có mà mình không có, là mình không chấp nhận. Nên là vì cái đồng hồ này nên là mình tháng đó mình đưa ra quyết định 10.000 điểm. Và sau từ những cái tháng đó trở đi thì mình không bao giờ cho phép mình nói chung là dưới 5.000 là mình không bao giờ cho phép bản thân mình điều đó. Ít nhất là phải 7-8.000 hoặc lên 10.000. Đó là mình như vậy. Thì mình ở đây mình kể cho mọi người một câu chuyện rất là vui. Nhưng mà nhờ cái đồng hồ này nó đã tạo cho mình, đưa ra cho mình một cái quyết định cực kỳ đúng đắn luôn mọi người. Và mọi người biết tháng đó mình làm 10.000 thì cái hoa hồng của mình á, nó tăng gấp đôi so với tháng trước. Mình cũng wow, trời ơi, nhiều tiền quá vậy. Lúc đó tiền hệ thống về nhiều nữa. Rồi làm cho mình giống như mọi người, giống như là mọi người hiểu cái cảm giác giống mọi người chiến thắng một cái game á mọi người. Chiến thắng và mình được trả phần thưởng xứng đáng thì nó kích thích cái tinh thần của mình hơn nữa. Và mình cảm thấy ồ thế này thì không bao giờ tôi được làm 3.000, 4.000 hay 5.000 gì hết. Mình phải làm nhiều hơn. Tại sao? Tại vì mình làm càng nhiều thì cái phần thưởng mình nhận nó rất là xứng đáng luôn. Tại sao mình phải làm những cái điểm như thế? Thì từ đó mình đưa ra cho mình một quyết định. Đó. Thì bắt đầu là như vậy. Nên là giả cái để làm thế nào để đưa ra, để mình đạt được top GSV. Thì tất cả mọi người, các bạn đây, mọi người hãy đưa cho mình ra một cái quyết định đi. Quyết định ở đây là mình phải đạt được con số này và mình tìm lý do được tại sao tôi phải đạt được con số này. Mọi người cứ làm thử đi một lần thôi, mọi người sẽ, khi mà mọi người ở trên đỉnh của chiến thắng thì chắc chắn không bao giờ mọi người chịu đi xuống dưới lại nữa. Chắc chắn cái điều đó mọi người ạ. Giống như Trang một lần đang chỉ làm thử 10.000 để lấy cái đồng hồ này thôi, và bây giờ bản thân mình không bao giờ cho phép mình làm được dưới hết. Vì mình không muốn, mình không muốn tự nhiên mình lên mình xuống. Đó là một cái điều đó gọi là thất bại của mình. Thứ hai á, là khi mình làm như thế mình có tài chính này, và mình làm được như thế thì mình cũng là một tấm gương để cho đội nhóm của mình họ làm theo. Đúng không ạ? Tại vì ở đây thành công của mình không phải chính bản thân mình mà nó là cả đội nhóm của mình. Và khi mình làm được, đội nhóm mình làm được thì đó là một cái thành công của một tập thể. Đó, thì điều đó rất là hạnh phúc, nó đem lại hạnh phúc không phải chính mình mà cho tất cả mọi người ở đội nhóm của mình. Ai cũng hạnh phúc hết, vì mình có tài chính, mọi người cũng có tài chính. Đó là điều rất là tuyệt vời mọi người. Nên là mọi người hãy đưa ra cho mình một quyết định, đó là phải đứng trên đỉnh Vinh Quang một lần đi mọi người. Thì những cái điều tuyệt vời nó sẽ xảy ra với mọi người. Ha, yeah. Đó là cái top GSV. Thì đối với bản thân em thì em chỉ chia sẻ một điều, đó là hãy đưa cho mình một quyết định thôi, chứ không có gì gọi là quá sâu sắc hay là gì hết. Ha, rồi à không, cái này phải chia sẻ một cái nữa là mọi người biết sao tự dưng lúc đó là mình làm, nói chung cũng tèn tèn lắm. Thực ra mình làm dư điểm nhưng mình không thèm, mình cũng mấy tháng trước mình cũng không có vô hay gì hết. Nhưng mà lúc mà mình làm tháng mà 10.000 này mọi người, đó thực sự mình, nhân đây mình phải cảm ơn là lớp NLP 5 giờ sáng của anh Linh. Thì lúc mà mình đưa ra quyết định cho mình xong thì lúc cũng ngay lúc đó, trước đó là mình được học lớp 5 giờ sáng của anh Linh. Tại vì lúc anh Linh mở thì cho những người mà kiểu là thân cận rồi gần là đi học trước. Thì trong đó có mình, Mai, để Tiến, lên tất cả các bạn. Thì lúc này mình áp dụng NLP vô cái việc mình 10.000 điểm. Thứ nhất là mình hình dung rất là rõ trong cái bảng GSV của mình là 10.000 điểm là thứ nhất. Thứ hai mình hình dung rất rõ là mình được nhận cái đồng hồ này là thứ hai. Thứ ba là mình luôn nói với đội nhóm của mình là tháng này chị có 10.000 điểm chắc chắn luôn và chị có nhận được đồng hồ. Và mình nói với tất cả các bạn đội nhóm của mình và mình nói với nhân viên của mình là tháng này chị phải 10.000 điểm bằng mọi giá luôn. Không có nghĩa là không có được một cái trường hợp ngoại lệ nào hết, là chắc chắn
phải trên 10.000 điểm trở lên, và mình liên tục nói với bản thân về điều đó, và mình luôn NLP, có nghĩa là mình luôn sáng sớm, nói chung là tới văn phòng là mình luôn nói rồi, còn tối tới này hoặc là sáng mà mình đi xe mình đi làm, mình luôn hình dung là mình có 10.000 điểm. Mình luôn hình dung về mọi điều đó. Mọi người đừng có nghĩ là tại vì mình đi xe có em trai mình chở, cái xong mình ngồi sau thì mình cứ nhắm mắt lại xong mình hình dung, mình tưởng tượng, nói chung là mình làm bố đất xua luôn. Về khi mà mình làm như thế thì mình cũng có chia sẻ cho đội nhóm, thì nếu mà ai chưa học thì chắc cũng nghĩ là mình chắc con này cũng sao sao đấy, nhưng thực ra không phải đâu mọi người. Giống như là mình khi chỗ này thì mình nhớ tới câu nói của thầy Alan Nagao là những cái gì mà chưa xảy ra thì nó quan trọng hơn những cái gì đã xảy ra rồi. Đó, thì quan trọng là mình muốn cái điều gì thì mình phải liên tục hình dung, tưởng tượng và mình thực sự khao khát nó thì chắc chắn sẽ đạt được. Giống như mình vậy thôi mọi người. Đây là một câu chuyện có thực của mình ha. Anh Linh cũng biết cái đồng hồ này là lúc đó mình đạt được là mình chụp hình cái GSV của mình qua cho anh Linh kêu là anh em đã đạt 10.000 điểm, anh tặng em đồng hồ. Đó, là mình nhắn tin cho vậy cho anh Linh luôn. Đây anh Linh làm bằng chứng chứ không phải là mình nói để tạo câu chuyện đâu nha. Rồi, đó. Rồi có một câu hỏi anh Linh nói là trong cái công việc này có những cái thử thách gì không, đúng không? Anh có hỏi đâu, em cũng không nhớ câu hỏi, em có ghi ra thôi nhưng em không có đúng đọc đúng không? Đó, thì thực ra đối với mình thì trong bất kỳ công việc nào thì nó cũng đều có thử thách mọi người ạ, đúng không ạ? Giả sử mọi người làm văn phòng cũng thế, hoặc là mọi người làm bất kỳ công việc nào đều có thử thách chắc chắn luôn. Thì khi làm công việc này, đây lại là một công việc kinh doanh nữa, thì nó gặp thử thách là chuyện rất là bình thường. Và bản thân mình cảm thấy là mình xứng đáng phải có cái thử thách đó mọi người. Tại sao mình lại nói là mình xứng đáng được nhận những cái thử thách đó? Tại vì có thử thách thì mình mới trưởng thành hơn, có thử thách thì mình mới phát triển hơn. Và có thử thách thì bản thân mình với tự hào khi mình đạt được những cái thành quả mà mình nhận được. Chứ nếu mình không có thử thách, một cái gì đó nó quá đến quá nhẹ nhàng với mình thì đến khi mình cảm thấy không có happy vì cái điều đó. Còn nếu mình vượt qua những cái thử thách mà mình đi đến thành công thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc, mình cảm thấy rất là vui mừng, và có thể gọi là mình phải ăn mừng rất là lớn cho tới cái việc đó của mình. Thì đó là khi mà mình gặp thử thách thì đây là những cái mà mình xứng đáng phải nhận được. Bản thân mọi người phải nghĩ rằng đó là mình phải xứng đáng nhận được những cái thử thách đó. Nếu không có những thử thách thì mọi người sẽ không có phát triển được, mọi người sẽ không có lớn lên được đâu mọi người. Đó nên là khi làm một bất kỳ công việc nào thì mọi người phải chấp nhận là mình phải gặp những cái thử thách, và mình mong muốn gặp được nhiều thử thách hơn. Thì khi gặp nhiều thử thách hơn thì mình mới phát triển mạnh hơn. Chứ đừng có nghĩ là làm công việc gì mà không có thử thách, vậy thôi bạn ở nhà ăn không ngồi rồi đi, hoặc là làm những công việc gì đó chẳng hạn thì mình không biết ha. Đó. Chứ còn đừng có mong đòi hỏi rằng tôi muốn làm một công việc gì đó mà không có thử thách, vậy thì thôi, công việc này hoàn toàn không xứng đáng và không phù hợp với bạn, thì bạn nên tìm môi trường khác tốt hơn. Đó. Chứ còn đối với em, lời khuyên thì không có cái nào hết, mình phải chấp nhận với những cái điều đó. Khi gặp thử thách thì mình phải, thứ nhất mình phải nghĩ ra cái giải pháp để mình vượt qua nó, và hoặc là mình đâm qua cái thử thách đó, mình cứ đi thẳng lên phía trước thì chắc chắn mọi chuyện. Trong cái công việc này ấy, mọi người, cái thành công nó chắc chắn là luôn chờ đợi ở mọi người ở phía trước. Thành công nó chờ đợi sẵn mọi người ở phía trước rồi. Tại vì sao tôi lại nói câu này? Tại vì những cái hình giống như là những cái hình ảnh mà rất là cụ thể, như là chú Đinh, cô Nga, anh Linh, hoặc rất là nhiều anh chị đi trước, Văn, Tiến, Mai ha, rất là nhiều anh chị đi trước, hình ảnh có sẵn đó hết rồi. Thì tại sao mình đang còn phải sợ hay gì hết, đúng không? Thành công nó ở sẵn phía trước rồi, bản thân mình bây giờ mình có dám đi ra đó để lấy tới thành công của mình hay không, mình giật lấy hay không thôi. Đó là quyết định của mình. Còn chứ không có cách nào để vượt qua đâu, không có cách nào để ấy đâu. Rồi, còn gì câu hỏi gì nữa không anh? Hay là mọi người có câu hỏi nào thì mọi người chia sẻ. Chúng ta có những cái câu hỏi nào thì chúng ta đặt câu hỏi cho Trang nha các bạn. Trang được gọi là một người thánh sale nha các bạn. Bạn sell bất kỳ một cái gì thì đều rất là tốt, và dẫn dắt đội nhóm cũng rất là tốt. Và các bạn thấy này, là Trang khi từ đầu đến giờ là chia sẻ rất là dễ khóc đúng không? Và các bạn biết là mỗi một lần mà Trang đứng lên trên sân khấu ấy, là vừa mới đứng lên phát là bắt đầu nước mắt chảy rồi. Nhưng Trang lại có thể dẫn dắt được một đội nhóm và doanh số rất là tốt, là cả đội nhóm đó doanh số đều rất là tốt luôn nhé các bạn. Đó.
Và Trang lại có thể là giúp cho Dũng là em trai của mình từ một người mà thay đổi 180 độ trở thành bây giờ một con người mà nói chung là rất nhiều thanh niên có thể mong ước là trở thành một con người tốt kiểu giống như thế. Đúng không? Nếu mà chúng ta gặp hay là chúng ta nói chuyện được, chúng ta sẽ thấy cái điều đó. Vậy thì cái điều gì ở bên trong của Mai mà đã có thể làm được cái điều đó? Đúng không? Thì chúng ta có thể đặt ra những câu hỏi để chúng ta có thể nói chuyện với Trang. Thế nên chúng ta thấy là cái một người lãnh đạo đó là không nhất thiết là chúng ta phải là trở thành một con người mạnh mẽ, chúng ta lúc nào phải bầm. Và đôi lúc là vẫn có thể rất là nhẹ nhàng, rất là bình tĩnh, là một người nội tâm, chúng ta vẫn có thể dẫn dắt được một đội nhóm hoàn toàn tốt được. Thậm chí đó là một đội nhóm rất tốt, chúng ta sẽ lãnh đạo theo cái cách của mình, chứ không cần nhất thiết đó là chúng ta phải là trở thành một người phải hùng hổ, phải một cách mạnh quá mạnh mẽ. Mà cái quan trọng đó là chúng ta sẽ sống theo cái cách của mình, với là chính bản thân mình thì chúng ta đều có thể trở thành một cái nhà lãnh đạo. Và anh muốn hỏi một chút đó, là cái mục tiêu của em có thể chia sẻ một chút cho mọi người, đó là về cái kinh nghiệm của em để làm sao để dẫn dắt được cái đội nhóm của mình, để cho mọi người cùng đoàn kết với nhau, cùng phối hợp với nhau và cùng với nhau thực hiện những cái mục tiêu nó lớn ở trong cái đội nhóm của em. Dạ vâng, em cảm ơn câu hỏi của anh. Thì mọi người giống như là hôm nay bản thân Trang cảm thấy là Trang khá là mạnh mẽ rồi đấy, thực sự luôn. Nói chung là khóc, nhưng mà có nghĩa là đầu giờ thôi. Chứ nếu mà mọi người tham gia những cái chương trình khác, mọi người sẽ thấy là Trang rất là dễ mít ướt và dễ là khóc. Nói chung kể chuyện mà phát đụng tới gia đình hoặc là đụng tới đội nhóm là hiểu đó, là nước mắt tuôn trào luôn, không có kiềm chế được cái cảm xúc này. Thì câu hỏi mà anh Linh hỏi ra thì tại vì mọi người cũng biết là Trang đúng chuẩn là tiếp người cá heo, mà người cá heo rất là, có nghĩa là mình dùng tình yêu thương là nhiều. Mà bản thân Trang cũng là người khá là tình cảm. Thì để mà dẫn dắt đội nhóm á, thực ra thì để dẫn dắt đội nhóm thì Trang bản thân Trang cũng luôn dành cái tình yêu thương cho tất cả mọi người. Và khi mà mình đi học á, mình đi học và mình tiếp xúc trong môi trường trường của mình á, NMS 1 1B, thì mình cũng học hỏi được rất là nhiều và mình cũng có được những cái bài học, có nghĩa là những cái kinh nghiệm và mình về dẫn dắt đội nhóm. Ví dụ như là đầu tháng này, giống như đầu năm đúng không, khi mà công ty set thiết lập mục tiêu xong á, thì bản thân mình Trang cũng như đồng đội của mình, Trang luôn thiết lập mục tiêu của năm nay của mình là mình làm gì, có nghĩa là danh hiệu mình muốn đạt được là gì, hoặc là số tiền mình mong muốn kiếm được là bao nhiêu. Nhưng mà đầu tiên thì để mà đạt được những điều đó thì mọi người phải biết rõ, thứ nhất là cái giấc mơ của mọi người là gì, thứ nhất là giấc mơ của mọi người là gì ha. Thứ hai thì đầu mỗi năm thì Trang sẽ giống như liệt kê ra được cái mục tiêu rõ cụ thể của từng bạn, từng thành viên trong đội nhóm là gì và bản thân mình luôn. Xong cái mục tiêu xong thì sau đó mỗi tháng mình lại nói là ồ, cái mục tiêu của em tháng này là gì. Giống như tuyển dụng là bao nhiêu, sale bao nhiêu, doanh số bao nhiêu. Và giống như là để cho họ người ta chia sẻ ra hết. Tại vì bản thân á, hầu như ai cũng có mục tiêu hết mọi người. Nhưng mà cái mục tiêu mà khi mà mọi người không có nói ra thì mình sẽ không có biết được. Và mình sẽ giống như là không có ai kiểm tra được là mình đã đạt được bao nhiêu phần trăm của cái mục tiêu đó rồi. Thì Trang đứng trên phương diện là Trang là người giám sát vậy mọi người. Trang luôn hỗ trợ và đôn thúc. Ví dụ như là mục tiêu của một bạn nào đó trong team tháng này là 4.000 điểm, 5.000 điểm, mà đầu tháng hoặc giữa tháng mà bạn mới làm chưa đạt được 50%, thì Trang sẽ hỏi là mục tiêu của em tháng này là bao nhiêu. Có nghĩa là Trang nói cho tất cả mọi người đều nghe luôn, để cho bạn đó làm gì, bạn đó trả lời và bạn đó tự nhắc lại bản thân mình, tôi mục tiêu này và bây giờ tôi được từng này. Em không bao giờ phán xét mọi người là em ơi, em thế này, em thế kia, không bao giờ làm những điều đó. Nhưng mà mình luôn hỏi cái mục tiêu của họ, cứ gặp ở đâu là giống như là không có dồn dập quá, nhưng mà mình khi mà mình cứ giữa tháng hoặc là 1-2 tuần rồi mà thấy chưa có doanh số cao hoặc là chưa có tuyển dụng gì hết, là mình sẽ hỏi là mục tiêu của em tháng này là gì, bao nhiêu điểm và tuyển dụng bao nhiêu người, thì hay là mình chia sẻ cho bao nhiêu người thì em đã làm được những gì rồi. Thì có nghĩa là mình luôn theo sát cái mục tiêu của đội nhóm của mình. Thì khi được như thế thì giống như là, và trong cái quá trình đó thì giống các bạn sẽ gặp khó khăn, chắc chắn là sẽ gặp những cái khó khăn thử thách giống như em nói đó. Thì lúc này bản thân mình là người đi trước thì mình sẽ có những cái kinh nghiệm
Thì lúc này em mới bắt đầu hẹn cà phê ra và nói chuyện với các bạn là em đang gặp khó khăn ở đâu, em chia sẻ cho chị rồi chị sẽ dựa vào. Chị không phải là những người giỏi nhất, nhưng mà nếu mà những cái gì trong khả năng của chị thì chị sẽ hỗ trợ em bằng những kinh nghiệm của chị. Còn nếu mà cái gì chị không biết thì chị sẽ nhờ những người apply ở trên, chị sẽ hỗ trợ em. Thì em cứ chia sẻ ra. Thì bản thân em giống như là một người mà người lắng nghe và người sẵn sàng chia sẻ cho họ, và họ cảm giác như mình là một cái người thân trong gia đình của mình. Nên là nếu mà mọi người để ý thì mọi người sẽ thấy cái đội nhóm của em thực sự nó rất là gắn kết và gắn bó, nó như là một gia đình và không thể tách rời nhau. Thực sự là như vậy. Nếu mọi người để ý với em, mọi người sẽ thấy cái điều đó rất là rõ luôn. Và em cũng có khen có thưởng. Phạt thì những cái kỷ luật của team thôi, của cái team nhỏ thôi. Còn giống như là tháng vừa rồi, cái bạn nào đạt doanh số cao hoặc là bạn nào đạt được cái mục tiêu của các bạn thì bản thân em cũng trích ra một phần của em á, giống như là em mua cuốn sách tặng các bạn này, hoặc em mua những cái sản phẩm như lăn kem khử mùi, hoặc là những cái sản phẩm nhỏ nhỏ của công ty mình em tặng các bạn để làm những cái động lực cho các bạn tiến lên. Tại vì thực ra ai cũng thích được tặng quà hết, kể cả em cũng rất thích được tặng quà, đúng không? Ai cũng muốn được tặng quà hết. Nhưng mình có phải là người tâm lý để mình đưa ra những cái chương trình như thế cho đội nhóm của mình hay không? Và em luôn làm những cái điều bất ngờ, có nghĩa là em không nói là hôm nay tháng này bạn đạt cái này đi, tôi tặng cho bạn cái này. Không, em không bao giờ làm như thế. Mà có nghĩa là vào khi mà các bạn vừa đạt được thành công của các bạn thì em có thể tổ chức một cái buổi sáng họp team là ok, sau cái buổi sáng họp team này thì chị xin 5-10 phút. Bây giờ thì giống như mình nhiều lúc là em sẽ làm theo kiểu là cái tuần vừa rồi có một bạn gây ra một cái lỗi rất là lớn và chị muốn tất cả mọi người ở đây phải xử phạt bạn này để cho sau này bạn không được có tái phạm nữa. Có nghĩa là lúc đầu mình làm những cái trường hợp kia rất là gay cấn và làm cho mọi người lo sợ. Sau đó gọi lên, xong rồi kiểu rất là sợ lên nhận, thực ra lên nhận quà, nhưng mà lúc đầu lên là với tâm trạng lo sợ. Đó, sau mình nói là tất cả các bạn kiểu là chúc mừng bạn Nguyên hoặc bạn Hà chẳng hạn ha, là tháng vừa rồi bạn đã đạt được cái thành quả rất là tốt và bạn đã hoàn thành được cái mục tiêu của mình, thì đây là một cái điều mà rất là đáng chúc mừng, thì tất cả chúng ta chúc mừng bạn, cũng như là chị cũng có món quà thì tặng cho bạn đó. Thì mình thì em hay làm như thế, có nghĩa là đừng luôn luôn tạo ra những cái bất ngờ cho cái đội nhóm của mình. Thì các bạn luôn cố gắng, không phải là tháng nào em cũng làm đều đặn như thế, tại vì cái gì càng đều á, cái gì càng đều đặn thì giống như không phải giống như khi mà mình làm mà nó thành thói quen á, thì các bạn sẽ nghĩ tháng này tôi làm này, xong rồi cuối tháng chắc được thế này. Nhưng mà em không có làm như thế, có nghĩa là khi nào em thấy bạn nào xuất sắc, hoặc là có nghĩa là một bạn mà tháng vừa rồi làm chưa tốt nhưng tự nhiên tháng này tốt là em cũng khen thưởng rồi. Có nghĩa là bất kỳ cái thời gian, thời điểm nào mà em cảm thấy ok bạn này tốt thì mình cứ khen thưởng các bạn thôi, chứ đừng có phải yêu cầu là ở cuối tháng này mới làm hay cuối tháng kia mới làm. Lúc đó cái thành công của bạn cần được chúc mừng ngay lập tức, chứ đừng có để chờ đợi như thế nó nguội mất. Đó, thì cái cách làm của em trong đội nhóm là như vậy. Thì làm như thế thì team mình nó rất là gắn kết với nhau và nó rất là yêu thương nhau. Có nghĩa là kể cả sideline hay là tất cả các bạn trong đội nhóm thì rất là kiểu là trân quý nhau, và mọi người có nghĩa là giúp đỡ nhau hết sức mình, chứ không hề là canh nị hay gì hết trơn đó. Và các bạn cũng rất là yêu thương em vì em cũng yêu thương các bạn. Dạ. Dạ, dạ. Dạ, đó là đó cái cách làm của em. Dạ. Rồi, những anh em nào mà chúng ta có những câu hỏi gì thì chúng ta cùng comment câu hỏi cho bạn Trang, và tôi sẽ đọc câu hỏi để bạn Trang sẽ trả lời cho chúng ta nhé các bạn. Nãy giờ thì chúng ta nghe những cái chia sẻ rất là phần lòng từ bạn Trang, đúng không? Đó là những cái nó rất là hay. Và Trang á là một người gọi là nhóm S, một nhóm cá heo, đúng không? Đó là rất là tình cảm, rất là dành hết tất cả cái tình yêu thương cho đội nhóm và lãnh đạo đội nhóm bằng cái gọi là tình yêu thương, bằng cái sự quan tâm, bằng cái sự chăm sóc, và đó là lý do làm cho đội nhóm rất là vững mạnh và rất là đoàn kết. Và một cái điều rất đặc biệt là các bạn để ý là thấy rằng là đầu mỗi năm ấy, là Trang đều lên cho mình một cái mục tiêu trong năm và một cái kế hoạch trong năm, sau đó là đầu mỗi tháng lại có mục tiêu của một tháng, đúng không? Rồi đầu mỗi tuần thì lại có cái mục tiêu và kế hoạch của trong tuần, rồi sau đó lại có kế hoạch của từng ngày, và mỗi ngày là em đều Trang đều họp với team của mình để là trong ngày hôm nay mình cần phải làm những cái gì. Và bên cạnh đó là vừa rồi thì chúng ta học được từ thầy Alan Gao đó là về top 5,
thì đó là mọi người lại càng biết về top 5 đó, điền đầy đủ rồi xem. Tức là mọi người đều làm rất là chi tiết về cái cuốn về top 5 đó. Và điều đó làm cho chúng ta tập trung vào cái mục tiêu. Và Trang thì được một cái đó là Trang rất là theo sát và kiểm tra mọi người về việc mà chúng ta hiện áp dụng những cái bài học mà chúng ta học được từ thầy Alan Agao, từ cái khóa học của Đại học Triệu Phú đấy. Yes. Có bạn Trịnh Ngọc Hiếu thì có chia sẻ, đặt câu hỏi là Trang chia sẻ cách tuyển dụng được không Trang? Đó. Ok, thì tại vì giống như cái cách tuyển dụng của Trang thì bản thân mình lúc mà mình tuyển dụng vô mà, giống như cái tùy cái thời điểm giống như mới đầu vô á, thì về sau mình biết là em cái sau mình cũng có chút ngại. Cái này mình chia sẻ rất là thật nha, là mình cũng có chút ngại, thực sự là như vậy. Bản thân biết nó tốt nhưng mà vẫn có cái gì đó gọi là những cái gì đó trước đó mình đã nghe thì mình cũng có rất là ngại. Nên là mình chọn là chạy quảng cáo, nhưng mà cái thời đó cũng lâu rồi. Xong mình chạy tuyển dụng thì cũng có bạn May Đặng là một cái bạn leader trong team của mình. Đó. Thì sau còn lại những cái bạn trong team của mình thì mình hầu như là dựa vào mối quan hệ hết. À lúc đó thì có mấy bạn nữa, có thêm mấy bạn là mình chạy quảng cáo ra nữa. Nhưng mà khi mà mình làm như thế thì có những bạn vô cảm thấy môi trường này phù hợp các bạn ở lại, có những bạn cảm thấy không phù hợp thì các bạn ra, không sao cả. Đó là bài toán lọc rồi, tại vì tuyển dụng chắc chắn là lọc. Chứ không bao giờ mà bạn tuyển 10 người vô, 10 người lái bạn, không bao giờ có điều đó. Và khi mà vô môi trường của mình á, thì bản chất giống như mình, em kể một câu chuyện là thế này. Có một bạn đó tên là Vinh, bạn đó làm bên bất động sản và bạn đó rất là ngưỡng mộ anh, anh Linh. Đó, yeah. Thì sau đó bạn đó cũng, khi bắt đầu vô làm mình là bạn đó cũng học lớp khởi nghiệp Pro 4.0. Thì sau khi mà học xong á, thì bạn vô làm khoảng được một tuần, thì bắt viết quảng cáo và sale thì bạn cảm thấy là không phù hợp. Không phù hợp nhưng mà thì bạn kêu là chắc là em không phù hợp rồi thì thôi em ra làm lại bất động sản. Thì hai chị em vẫn duy trì mối quan hệ, không nói chung là vẫn hai chị em, bạn làm bất động sản nhưng bạn cũng rất cần trẻ. Thì bản thân em không trẻ, không giỏi, có nghĩa là không giỏi xuất sắc thôi, nhưng mà những cái cơ bản hay là những cái thay đổi cập nhật của mọi người thì em đều nắm được hết. Thì giả sử lúc có gì, có những cái cập nhật như thế thì em luôn chỉ bạn đó. Thì thực ra thì bạn đó cũng rất là quý em, mặc dù không làm với em nhưng mà bạn đó rất là quý. Thì lúc này bạn đó có em gái. Em gái thì em gái của bạn này, và khi mà em gái bạn mà bị thất nghiệp á, thì việc đầu tiên đó là bạn giới thiệu em gái của bạn vô làm công việc này với em. Đó, yeah. Đó là một câu chuyện có thực. Thì đó là về bài toán mà mình tuyển dụng, thì đó là một phần là về quảng cáo ha. Phần thứ hai là mình sẽ dựa vào những mối quan hệ của mình. Hầu như là đội nhóm của em thì sẽ là những cái người bạn mà bạn cấp 3 lâu rồi không nói chuyện nha. Cái xong rồi bạn nhìn thấy sự thay đổi của mình thì bạn xin vô. Rồi những cái người bạn thân cấp 3 mà lớp 12 á. Nói chung là tại vì em có hai nguồn bạn ở Sài Gòn và ở Đắk Lắk. Đó thì mình sẽ có những nguồn bạn là ở Sài Gòn và ở Đắk Lắk luôn. Thì hai bạn, những người bạn đó họ... mình giữ một quan hệ với họ và họ xin vô làm cùng với mình. Thì hầu như hiện tại đối với em thì em đang là tuyển dụng theo mối quan hệ của mình. Mình chia sẻ, mình trao cho họ những cái giá trị mà mình nhận được. Thì họ cảm thấy phù hợp thì họ vô làm với mình thôi. Chứ thực ra thì mọi người cũng biết cá heo thì không bao giờ mà bập kiểu như thế, không bao giờ mạnh bạo được hết. Mình luôn dùng tất cả mọi thứ, mình đều là dùng tình cảm. Và nói những gì đó mà nói chung là có gì thì mình nói nó thôi, chứ mình cũng không có phan trương hay gì được hết á. Yeah. Đó thì không biết là bạn đặt câu hỏi đó đã hài lòng với câu trả lời chưa, hay là muốn hỏi thêm về cái vấn đề gì không ạ? Thì Trang có gì Trang giải quyết, Trang chia sẻ hết luôn á, chứ không có giấu giếm điều gì đâu. Các bạn có câu hỏi nào thì chúng ta comment cho bạn Trang sẽ trả lời và chia sẻ cho chúng ta các bạn nhé. Anh muốn hỏi em một câu là trong quá trình mà mình làm đấy, thì chắc hẳn là bởi vì khi mà chúng ta kinh doanh thì việc mà mâu thuẫn về nội bộ đó là chuyện nó không, ví dụ như đội nhóm em có thể nói ít nhưng chắc chắn nó sẽ có những đôi lần như vậy về việc mà chúng ta có thể hiểu nhầm lẫn nhau chẳng hạn. Thì trong những cái trường hợp như vậy thì em sẽ giải quyết vấn đề đó như thế nào? Một câu hỏi rất là hay. Ok anh. Rồi khi mà mình gặp vấn đề ha, thực ra thì cái này chắc chắn là có nha mọi người,
không có thể nào thoát khỏi được. Tại vì công việc của mình là gì? Làm việc với con người, kể cả mình bán sản phẩm đi cũng chẳng hạn, thêm bản thân mình vẫn là làm việc con người. Thì cái việc vấn đề mà mình làm việc với con người rất là quan trọng. Thì khi mà gặp vấn đề mâu thuẫn mà nếu mà giữa đội nhóm với nhau và không phải cá nhân mình á, thì bản thân mình phải giống như là em sẽ gặp từng người và em làm rõ được cái vấn đề của các bạn đang, có nghĩa là đang xích mích đó là gì. Em làm rõ lại với nhau và xác nhận lại chính xác là như vậy. Sau khi mình nói chuyện với hai người với nhau xong thì mình sẽ gộp, nói chung là mình sẽ hẹn cà phê hai người lại với nhau để mình giải quyết. Sau khi mình giải quyết từng người xong thì mình sẽ giải quyết hai người ấy, thì mình sẽ nói chuyện với nhau kêu là giống như là vấn đề của bạn đang gặp phải là thế này, có nghĩa là ở đây không phải là nó quá to tát hay gì hết, thì thực ra chỉ là một cái sự hiểu lầm nhỏ thôi. Thì đây là mình đang làm việc với nhau và mình hỗ trợ với nhau, thì thực ra những cái vấn đề nhỏ này các bạn giữ lâu trong lòng thì nó sẽ là gây ra bực bội và hiểu lầm lâu dài, và nó sẽ càng ngày càng lan to ra. Nên là bây giờ mình đang có vấn đề nhỏ thì bản thân mình phải giải quyết ngay những cái hiểu lầm. Có thể là mình hiểu lầm chưa chắc đúng đâu mà chưa chắc đúng đâu, nhưng mà các bạn phải nói chuyện rõ ràng lại với nhau xem là thực ra cái vấn đề này mình cần phải giải quyết ngay lúc đó luôn đó mọi người, cần giải quyết ngay và không biết bên nào đúng với sai, nhưng mà phải làm rõ được vấn đề đó, để cho có nghĩa là khi giải quyết xong hai người có thể không chơi với nhau cũng được, nhưng mà phải giải quyết cái vấn đề đó để mình không có phải là cái người này quan nó sợ người A, nó quan nó sống người B, người B quan nó sống người A, cái điều đó không có được. Thì sẽ làm cho giống như mọi người hiểu là khi mà có một cái vấn đề trong đội nhóm của mình, giống như là nó là một cái rổ táo ha, và một cái quả táo hư là cái vấn đề khúc mắc ở đó. Nếu mình không giải quyết cái vấn đề cái quả táo hư đó thì chắc chắn nó sẽ lan ra toàn đội nhóm và nó sẽ gây xích mích và mâu thuẫn lẫn nhau, nó sẽ chia bè chia phái. Nên bản thân mình khi mình là một người leader thì mình phải là người có khả năng quan sát, mình quan sát xem đội nhóm của mình hôm nay nó như thế nào, hôm nay mọi người có làm tốt không, mọi người có năng lượng không, mọi người có vấn đề gì đó không. Và cái mối quan hệ giữa mọi người với nhau nó đang như thế nào, thì bản thân mình nếu có sự khác biệt thì mình phải chủ động mình tới mình hỏi các bạn là ồ hôm nay em có chuyện gì hả, sao mà buồn như vậy, hoặc là có gì đó không vui thì có thể chia sẻ. Thì bản thân em vẫn luôn làm cái điều đó, kể cả là các bạn gặp vấn đề gia đình cũng thế. Mình là leader thì mình cái khả năng quan sát phải đặc biệt rất là cao, thì mình phải tự nhận ra được những cái điều đó để mình hỏi. Giống như là có những cái bài chia sẻ ở trên Facebook của em á, là có nhiều bạn kiểu là cảm ơn em rất là nhiều, vì thực ra em ở văn phòng nhiều lúc em thấy nhưng mà em cũng không nói, nhưng mà lúc 10, 11 giờ đêm về em mới bắt đầu nhắn tin cho em, ơi hôm nay em có chuyện gì à, hay sao mà em buồn như thế, thì chị không thấy em năng lượng thế này thế kia. Thì cái khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian mà mọi người biết cả ngày mà bận rộn rồi, thì cái khoảng thời gian buổi đêm là lúc mà cái người con người mình nó tĩnh lại, nó suy nghĩ và nó sâu lắng lại, thì lúc này họ muốn chia sẻ ra hết tất cả những gì mà họ bực dọc một ngày, thì lúc này họ sẽ nói ra cho mình hết tất cả những điều đó. Rồi thì lúc này mình sau khi mình chia sẻ xong thì mình sẽ lắng nghe mọi người, lắng nghe cái người đó chia sẻ nói như thế nào, thì lúc này mình xem cái vấn đề mấu chốt nó ở đâu thì mình giải quyết cho bạn. Nếu mà là khúc mắc trong văn phòng thì mình lại nói chuyện với người tiếp theo như thế, cái là ồ em hôm nay có chuyện gì hả. Thì có nghĩa là mình cứ làm việc với một người như thế và mình phải làm rõ. Và cái khoảng thời gian mà em thấy mà em giải quyết phù hợp nhất vẫn là vào lúc đêm. Hôm nào cũng vào giờ đêm là mình cứ nhắn tin cho các bạn. Nếu mà em thấy hôm nay vấn đề là bạn này đang có hơi buồn, hoặc là bạn này đang có gì đó nó tinh thần nó đi xuống, thì đêm hôm đó là mình làm gì làm vẫn luôn hẹn báo thức là mình phải nhắn tin hỏi thăm bạn này. Thì em luôn làm những cái việc như thế. Nên là mình cứ giải quyết ngay. Rất tuyệt vời này. Anh có một cái câu hỏi nữa. Các bạn có câu hỏi gì thì chúng ta comment về các câu hỏi dành cho Trang nha các bạn. Trong cái thời gian đầu tiên ấy, là một cái người mới thì họ sẽ có rất là nhiều cái khó khăn, nhiều cái vấn đề đó. Thì em có một cái lời khuyên hay là có một cái chia sẻ gì cho những cái người mà chúng ta mới bắt đầu không? Người mới bắt đầu cần chuẩn bị làm như thế nào để mà mình vượt qua cái giai đoạn đầu tiên ấy? Chuẩn bị như thế nào? Thực ra thì nói về mà cái lời khuyên á, thì không có một cái lời khuyên nào gọi là chính xác cả, đúng không ạ? Thì bản thân em cũng không biết phải khuyên như các bạn như thế nào, nhưng mà
Trong quá trình em trải qua thì em nhận ra một điều rằng ở Nu Skin, ở công việc này, ở đội nhóm của mình, nó có tất cả mọi thứ. Có một công ty rất là tuyệt vời, có một đối tác rất là tuyệt vời, sản phẩm thì rất là tuyệt vời, và con người ở đây thì lại vô cùng tuyệt vời và văn minh nữa, đặc biệt là cái đội nhóm DMS One B của mình. Đúng không ạ? Thì tất cả mọi thứ đều là rất tuyệt vời, và con người ở đây sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Đó, thì khi mà các bạn gặp những vấn đề đó, là giống như lúc nãy em nói, thì đó là những điều chắc chắn mình phải gặp phải rồi. Chứ không thế nào tránh được. Thì mình với tinh thần là mình luôn học hỏi. Mình khi mà mình thấy một cái giống như là đây là một cái cơ hội mới, thì bạn có chấp nhận là vô trong này để mình gặp thử thách trong này hay không? Hay là nếu bạn mà bạn đã không sẵn sàng để vô trong này để gặp thử thách, thì nó chắc chắn là nó không hợp với bạn rồi. Còn trong này tất cả mọi thứ đều rất tuyệt vời, và chắc chắn nó khi vào thì mình sẽ gặp những cái thử thách đó. Thì mình có dám rằng là tôi dám dành 3 đến 5 tháng để vô đây học hỏi không? Để vô đây để phát triển hay không? Để vô để mình học từ những người khác hay không? Mình làm lại từ đầu hay không? Thì nếu mà câu trả lời của các bạn là có, thì môi trường này giống như môi trường này chính là phù hợp và nó là thuộc về bạn. Đó. Còn nếu câu trả lời là không, thì chắc chắn là bạn nên tìm một cơ hội khác nó phù hợp hơn. Yeah. Thế em nghĩ là thế thôi. Đúng. Okay. Quan trọng là mình phải tự đưa ra cho mình một quyết định. Em nghĩ là cái phần quyết định nó rất là quan trọng. Tại vì tất cả mọi thứ nó đều có hết rồi chứ. Nền tảng nè. Rồi khoa học đã được chứng minh rồi. Tất cả mọi thứ không có cái gì gọi là nó không. Có nghĩa là con ruồi bay qua cũng không có đường nữa, cũng không có lọt nữa được rồi. Có nghĩa tất cả mọi thứ có sẵn, dàn dựng sẵn rồi. Bây giờ bạn có đưa ra quyết định cho mình là bạn vô đây hay không thôi. Vô đây thì tất nhiên vô công việc mới thì nó sẽ có những cái vấn đề đó rồi. Em nghĩ là dạ. Vậy đó anh. Cá nhân okay. Em là thế. Em có thể chia sẻ cho mọi người về cái mục tiêu và định hướng của em trong thời gian tới được chứ? À, cái mục tiêu sắp tới, tại vì bản thân em thì mục tiêu của em vẫn luôn là Team Elite Platinum for ta. Đó, thì định hướng sắp tới thì cái công việc của mình là công việc thứ nhất, giống như là bạn muốn kiếm có tiền hay là kiếm được rất nhiều tiền, đúng không ạ? Thì em chọn là em có rất là nhiều tiền. Nếu mà muốn rất nhiều tiền thì mình phải làm một việc một cách là thông minh, chứ không thể nào mình bán hàng cứ ngày này tháng nọ bán hàng được. Nhưng mà nếu mà không bán hàng thì mình sẽ không tạo ra doanh số, đúng không? Tại vì công việc này mình được đo lường từ kết quả của doanh số, nên là em luôn song song hai cái mái chèo, có nghĩa là một bên là tuyển dụng, một bên là doanh số bán hàng. Thì hiện tại cái bán hàng của em thì nó làm khá là tốt rồi. Khá tốt. Hiện tại thì em có đội ngũ nhân viên, có hai bạn sale cực kỳ chất lượng luôn. Có những cái thời điểm mà anh biết mà đi học cái gì ta, thầy Alan về đi 5-6 ngày liên tiếp, em không hề chạy quảng cáo luôn, các bạn vẫn ra đơn ầm ầm. Có nghĩa là các bạn chỉ chăm sóc khách hàng thôi và lấy khách cũ. Thì có nghĩa là bản thân em khi mà các bạn vô thì em cũng sẽ luôn rèn luyện cho các bạn cái tính tự giác là như vậy. Phải là dù bất kỳ, có nghĩa là em muốn khi mà ai vô đây thì mọi người cũng phải hiểu được rằng dù bất kỳ chuyện gì xảy ra thì mình vẫn cứ phải nhắm thẳng vào mục tiêu của mình để làm. Giống như không chạy ẹt ra, tại vì thực ra lúc đó cũng rất là bận nên mình cũng không có thời gian. Và em thì bản thân em không có người chạy ẹt. Em chạy hết thì không có chạy, hình như hôm đó 5-6 ngày đó. Thì các bạn cũng ra đơn rất là đều, các bạn nhờ vào chăm sóc. Đó, thì nên là mình rất là tự tin là cái đội ngũ bán hàng của mình luôn tạo ra cái kết quả và doanh số tốt. Còn bây giờ còn cái việc bên mình là tuyển dụng. Thì để mà tuyển dụng tốt thì tất nhiên là nó sẽ có những cái bài lọc. Thì hiện tại thì em đang áp dụng vào cái bài bài toán của thầy Alan, là thầy nói là mình chia sẻ những cái cơ hội của mình và tìm top 5 người ấy anh, top 5 người những mối quan hệ tốt. Thì hiện tại thì em đang làm, em cảm thấy là nó có tiến triển. Ví dụ như là tuần hôm vừa rồi á, thì em có đi gặp một chị là giám đốc của một trung tâm tiếng Anh. Tại vì em làm trung tâm tiếng Anh nên mối quan hệ ở trung tâm tiếng Anh khá là nhiều. Thì chị đó làm giám đốc của một trung tâm tiếng Anh. Thì khi mà mình
Có nghĩa là bản thân em khi mà em gặp á, em không bao giờ gặp trên cương vị là phải nói người ta về cơ hội này là vô làm đi ở thế này kia, mà em luôn là đầu tiên là em khi gặp họ đúng không, là em cứ để cho họ chia sẻ hết những cái gì họ muốn nói đi. Cái xong rồi gần cuối giờ rồi, cái xong rồi họ mới kêu là than là chán rồi thế này thế kia rất là nhiều, nhưng em cũng không nói gì cả, bản thân em không muốn nói. Cái xong đến khi cuối giờ chị đó mới bắt đầu qua hỏi em, tại vì mình nghe được thì tới lúc mình nói thôi, chứ không thể nào mà có cuộc nói chuyện nào mà họ cứ nói và mình ngồi nghe hoài được. Họ cũng phải hỏi mình một câu là ở công việc em thế này thế kia, chắc chắn họ phải hỏi cái điều này chắc chắn luôn đó. Thì lúc này em mới bắt đầu chia sẻ, cái xong rồi chia sẻ về công việc của mình thế này thế kia, có doanh số em cho sâu ra những cái kết quả của mình, giống như là có doanh số ở những cái thị trường này, bây giờ em bán trên 54 quốc gia này, rồi lãi thế này thế kia này, rồi chạy ad rất là rẻ, tại vì trung tâm Anh cũng phải chạy ad anh, rất là mắc luôn, một tháng họ cũng đầu tư ra mấy chục triệu, còn bọn em thì chạy rẻ hơn đó. Thì em cho họ xem rồi, tại vì cái chị đó là có một câu chuyện là vì hồi trước á, là vì em vừa làm trung tâm tiếng Anh, em vừa bán quần áo, nên là em nói dối với mọi người là em không có xài Face, và em không biết chị đó có nghe Face line nào của em không thì em không biết. Thì em mới chặn, có nghĩa là em không có cho những người ở trung tâm tiếng Anh kết bạn với em ở Facebook Huyền Trang Lê này. Thì chị đó lại biết được Facebook bán hàng của em, cái xong cơ trời ơi, chị nói chung là chị rất là ngưỡng mộ em luôn, tại vì bản chất lúc trước mà khi mà em chưa làm công việc này, em là một đứa y chang như là, nói chung là chị đó kêu là vừa tiểu thư mà lại vừa mít ướt mà rụt rè rồi nhút nhát, nói chung là không có điểm gì gọi là điểm cộng hết luôn. Mà bữa nay thấy live stream rồi trời, nói ầm ầm vậy, cái xong chị đó kêu là ồ sao khác nhiều quá vậy. Nó thì lúc này kêu là tại vì em làm trong công việc này thì nó cũng giúp em thay đổi nhiều á, em học hỏi được nhiều, rất là nhiều, và quan trọng là em có tài chính này, rồi có được tự do này, tại vì công việc giống như của chị đó thì không có tự do. Thì em cũng chia sẻ, thì lúc này thì chị mới nói ok vậy thì cho chị demo 2 cái máy đi. Đó là hiện tại em đang áp dụng là sử dụng những cái mối quan hệ, và hiện và em cũng gọi cho cậu của em. Cậu của em thì làm lớn ở Hà Tĩnh, thì cậu của em thì em gọi xong rồi cậu kia, em nói là cậu ơi, bây giờ con đang làm công việc kinh doanh này nè, cậu có ai mà bạn bè hoặc là ai mà muốn kinh doanh nhá, thì cậu giới thiệu cho con 5 người đi. Thế xong rồi cậu nói ê con gái của cậu thi xong đại học rồi cho vô làm nha. Trời ơi mắc cười lắm. Cái xong em nói ồ cái sử dụng cái cách này cũng khá ok. Thì mình bắt đầu là em đang áp dụng cái cách này khá là nhiều. Và thứ hai là mình bắt đầu giống như là mình cứ trở thành một cái giống như là một cái phiên bản tốt nhất của mình đi. Thì lúc này giống như là học, mọi người giống như học NLP hoặc là luật hấp dẫn đúng không, thì lúc mình tốt rồi thì những cái người mà có tư duy giống mình và những cái người mà có xu thế giống mình, họ sẽ tự động hút vào mình thôi. Nên là em luôn đầu tư vào bản thân, có nghĩa là ngày nào cũng dành ít nhất thời gian ra là 1 tiếng để đọc sách, để cho mình phát triển bản thân cũng như là mình trau dồi cái kiến thức của mình đó. Thì hiện tại là như vậy. Hay quá. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Các bạn có câu hỏi nào thì chúng ta sẽ dành một câu hỏi cuối cùng cho Huyền Trang nhé các bạn. Tôi muốn đó là chúng ta học được những bài học gì thì chúng ta học được những bài học gì từ Huyền Trang, thì tôi muốn tất cả chúng ta hãy comment ở dưới cái đoạn livestream này dành cho Huyền Trang. Và chúng ta có câu hỏi gì thì chúng ta cũng đặt câu hỏi cho Huyền Trang ở đây. Và chắc hẳn là trong cái lần livestream tới đấy, sau khi mà anh làm một cái tour về những cái câu chuyện thành công của anh chị em ở trong team á, thì anh muốn mời em một lần nữa, đó là em quay trở lại, em chia sẻ cho mọi người về cái kịch bản về bán hàng nè, rồi cái cách mà mình chăm sóc khách hàng như thế nào. Bởi vì anh biết rằng là em là một người chăm sóc khách hàng rất là tốt, và cái tỷ lệ khách hàng quay lại mua rất là nhiều, và mua doanh số mua với một cái đơn hàng là 20-30 triệu, tức là đơn hàng nó lớn chứ nó không hề nhỏ một chút nào cả, đúng không? Thì em có thể quay trở lại và chia sẻ cho mọi người, thì đó là và để cho động lực Trang quay trở lại thì tôi muốn đó là chúng ta hãy comment về những bài học mà chúng ta học được từ Huyền Trang để Trang có động lực mà Trang quay trở lại đây. Dạ vâng. Dạ. Yes. Em sẽ cố gắng. Anh có câu hỏi gì nữa không?
Cần tự nhiên nhắc về sale, nhắc về sale nên là em chia sẻ tiếp đi. Mọi người có câu hỏi nào? À không, tự nhiên giống như là tự vô tình thôi. Anh nhắc về sale nên là em nhớ tới một câu chuyện. Thì trong thời gian mà giống như em chưa có chia sẻ về kịch bản, cũng giống như là chưa chia sẻ về kịch bản bản sale cũng như là chăm sóc khách hàng á, thì em chia sẻ cho mọi người một câu chuyện này. Thì đôi lúc ở đâu đó sẽ giúp những cái bạn nào mà đang sale á, thì mọi người có thêm một chút kinh nghiệm để mọi người sale. Đó là một câu chuyện, đó là trước khi ấy thì em nói là cái khách hàng của mình á sẽ không bao giờ, có nghĩa là khách hàng của mình không phải là không có tiền là thứ nhất, thứ hai là khách hàng không mua cái sản phẩm của mình vì giá mắc mà vì cái giá trị của nó không có đúng với cái giá tiền của mình. Cái này thôi em để câu chuyện cho nó dễ. Thì giống như là ở trên Facebook của em có một chị tên là Phạm Thúy, chị này là ở Hải Phòng. Thì lúc này da mặt chị đã bị dầu, thì chị đó với vô comment em hỏi cái bộ cái lọ tuyết gì ta, mặt nạ bùn, rồi tư vấn quá trời, xong báo giá kia Việt Nam là em bán 1,2 triệu thôi. Thế xong chị nói ồ mắc quá vậy, không mua, rồi hôm sau hết, ta chăm tiếp. Thì hôm sau em tư vấn cho là Lumi Spa này, Galvanic Spa này, rồi bộ Transformation là hơn 30 triệu, sẵn sàng chi tiền ra mua. Có nghĩa là khi mà mình biết điều như thế, mọi người hiểu không? Trong câu chuyện này mọi người có hiểu không? Tại vì bản thân có nghĩa là khách hàng không có phải là họ không có tiền che mắt là vì họ không có khoản tiền đó đâu. Họ có khả năng chi trả cao hơn rất là nhiều cái số tiền đó. Nhưng mà với cái sản phẩm nào mà nó đúng cái nhu cầu người ta á mọi người. Đó, nên là nhiều lúc mình tư vấn á, mình không có để ý những cái tình tiết đó mọi người, mình không có để ý. Nên là em nói trời ơi, gì không có mua 1,2 triệu nhưng mà mua, sẵn sàng mua trên 30 triệu, chuyển khoản vào tài khoản của em luôn. Đó là mọi người biết là khách hàng không bao giờ thiếu tiền đâu. Tự nhiên nhắc về sale nên em nhớ câu chuyện em kể cho mọi người cho vui. Rồi nếu không ai có câu hỏi, có ai có câu hỏi nào nữa không ạ? Dạ. Dạ, rồi xong em, xong cái bài, cái chuyện đó em chia sẻ cho mọi người rất là nhiều. Dạ. Với cả là mình bán hàng thực ra là mình giao tiếp á. Mình giao tiếp, tại vì, thôi mà kể qua là đến sale, lan man. Tự nhiên đang hưởng đúng mà em nói. Chính xác, đó là cái giá trị mà em nên chia sẻ cho mọi người. Ok, thì em chia sẻ nốt cái phần này nha. Giống như là bán hàng mình đó là một cái cuộc giao tiếp giữa con người với con người ấy mọi người. Để em có một cái, giống như có một cái kịch bản mà có mấy câu hỏi em đọc cho mọi người, nếu ai kịp ghi thì ghi nhá. Không biết đâu người ta. Hay quá. Tại cái câu này em chia sẻ cho các bạn nhân viên vì nó rất là hay. Giống như câu hỏi thứ nhất là cái này thực ra thì chắc các bạn cũng học nhiều rồi, nhưng mà em muốn nhắc lại cho mọi người. Tại sao em lại nói bán hàng là giao tiếp? Tại vì mình phải giao tiếp, thì giao tiếp có nghĩa là sự trao đổi qua lại của hai người, đúng không ạ? Sự trao đổi qua lại của hai người đó được gọi là giao tiếp. Thì bán hàng là một cuộc giao tiếp. Thì khi mà mình giao tiếp thì mình mới tìm ra được cái nhu cầu thực sự của khách hàng đang cần đó là gì. Đó, thì khi mà mình giao tiếp thì mình sẽ hỏi những câu hỏi, ví dụ như chị muốn cái sản phẩm này làm cái gì? Quên. Bạn muốn sản phẩm này làm cái được cái điều gì mà cái sản phẩm hiện tại của chị không có làm được? Có nghĩa là sản phẩm mà khách hàng hỏi mình, ví dụ cái máy Galvanic của mình, tại sao chị lại muốn hỏi cái sản phẩm máy Galvanic của em mà cái chị nghĩ là cái sản phẩm máy Galvanic của em làm được cái điều gì mà cái sản phẩm hiện tại chị không làm được? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai á, là sản phẩm hiện tại của bạn cần phải có những tính năng gì để bạn cảm thấy hài lòng với nó? Đó. Câu hỏi thứ ba là trên thang điểm từ 1 đến 10 bạn đánh giá như thế nào về những gì mà bạn đang sở hữu? Có nghĩa là mình hỏi những câu hỏi mà liên quan đến những cái sản phẩm của họ, thì tại vì họ đang xài họ rất là hiểu rõ luôn, nên là mình hỏi những câu hỏi liên quan như vậy thì họ sẽ nói được cái mong muốn và cái nhu cầu của họ. Và lúc này mình sẽ biết được rằng cái mong muốn nhu cầu của họ như vậy thì nó, cái sản phẩm của bên mình nó có phù hợp với họ hay không, thì lúc này mình phải đưa ra cái sản phẩm phù hợp với họ.
Nên là em từ cái câu chuyện của chị Thúy kia thì em học một cái bảo rất là xương máu như thế. Có nghĩa là mình phải thực sự mình phải giao tiếp với họ và mình tìm ra nhu cầu thực sự của họ. Chứ không đơn thuần tại vì họ chỉ đọc qua bài quảng cáo của mình, họ chỉ biết cái sản phẩm mình một cái mặt nào đó thôi, chứ không thể nào biết được hết tất cả những cái sản phẩm của họ. Và giống như là, và khi mà mình cung cấp được những mình biết được những cái mong muốn của họ thì mình sẽ đưa ra một cái giải pháp phù hợp, và họ cảm thấy, cái người khách hàng này họ cảm thấy ồ, cái con bé bán hàng này nó thực sự quan tâm tới mình, nó thực sự quan tâm tới mình, chứ không phải là nó quan tâm tới sản phẩm của nó. Nó không mong muốn là nó phải bán được cái sản phẩm này cho mình, mà nó thực sự quan tâm tới mình. Đó thì cái điều đó thì càng khiến cho khách hàng họ thích thú và họ họ muốn được nói chuyện với mình hơn. Đó thì chia sẻ với mọi người một tip. Rồi, ok. Yeah. Ok, rồi cảm ơn Trang rất nhiều, bởi vì bây giờ thì chúng ta đã đến giờ rồi. Cảm ơn em đã dành một cái buổi tối rất là đặc biệt, hơn cả một tiếng đồng hồ. Chia sẻ hết tất cả cái trái tim của mình, hết tất cả tâm huyết của mình dành cho tất cả mọi người trong buổi tối hôm nay. Anh rất là cảm ơn em, bởi vì thực ra là để mà dành cái thời gian này chia sẻ cho mọi người đó là một điều rất đáng quý, đặc biệt là chia sẻ về một cái hành trình, rồi bên cạnh đó thì em chia sẻ cho mọi người thêm những cái kỹ năng, những cái kiến thức mà thực chiến của em, đúng không? Xong thời gian đến hiện nay là em làm cũng gần được 3 năm đấy nhỉ, gần 3 năm. Dạ vâng ạ. Cũng gần 3 năm, tháng 8 là được 3 năm anh. Tháng 8 là tháng 3 8. Năm. Dạ. Rất tuyệt vời, anh cũng thấy em thay đổi rất là nhiều này, những lần mà em đứng lên trên sân khấu, em chia sẻ, anh không nghĩ là em thay đổi một cách nhanh chóng như vậy. Dạ. Nói chung là vô công việc này thì cũng thay đổi rất là nhiều. Dạ. Yes. Để gửi lại cảm ơn em thì anh muốn gửi tặng một món quà, đó là 10 cuốn sách về hành trình người xuất chúng tập 2 trong cái thời gian tới. Yes. Wow, vậy thì tuyệt vời quá anh. Ok. Tại vì em rất là món quà rất là tuyệt vời. Tháng tháng này mà ai chắc là 10.000 điểm và tặng tiếp đồng hồ tiếp quá. Thôi anh làm 10.000 điểm tặng đồng hồ đi anh, em thấy rất là động lực luôn. Như em, như câu chuyện của em rất là động lực kinh khủng. Mà đặc biệt mọi người đã học NLP rồi thì mọi người cứ áp dụng vô, chắc chắn mọi người sẽ có được đồng hồ trong tay. Nên là đồng hồ này mặc dù nó không phải quá xuất sắc so với con gái mình đeo, đúng không? Nhưng mà khi nào thì mình cũng đeo cái đồng hồ này đúng hết kiểu. Mọi người. Đúng rồi. Ý nghĩa của chiếc đồng hồ mới là quan trọng, đúng không? Yes, đúng rồi. Rất tuyệt vời. Mình thấy được sự nỗ lực cố gắng của mình. Ok. Dạ thì ở đây thì em cũng nhân tiện, em cũng cảm ơn anh Linh và cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe và dành thời gian để nghe em chia sẻ. Thì thực ra câu chuyện này mình cũng chưa bao giờ chia sẻ với ai hết. Thì hôm nay giống như một hôm mà mình trải lòng ấy. Thì nếu mà hy vọng là qua câu chuyện của Trang thì sẽ qua buổi live stream này thì mọi người sẽ học hỏi một cái điều gì đó và giúp ích trong cái công việc kinh doanh của mọi người. Và chúc cho tất cả các bạn có một thứ nhất á, là chúc cho tất cả các bạn đạt được cái mục tiêu tháng này, tháng 6, và đưa thật nhiều bạn trẻ đi Moscow là thứ nhất và New Zealand. Và đó thì còn lại thì rồi ok, chúc mọi người ngủ ngon. Đó là em có thể chia sẻ về cái trải nghiệm của em đi chuyến Tokyo cùng với ba của mình. Chia sẻ trải nghiệm. Câu hỏi cuối, câu hỏi cuối ha. Trải nghiệm của mình mà Tokyo á, thì nó là một cái mà nó thực sự nó rất là một điều rất là hạnh phúc. Trước giờ thì ba mình trước đó là có đi Thái Lan rồi mọi người. Và nếu mà hôm đó mà ai mà đi chung với ba mình nhá là đều biết là ba luôn nói về Thái Lan, và mình rất là không thích về điều đấy. Mình nói với ba, Thái Lan chỉ là một nước rất là nhỏ chút ép thôi mà sao ba lại so sánh với Nhật Bản được. Mình nói ba như vậy, xong ba kêu không, nhưng mà kêu cũng có nghĩa là mình rất là hiểu về sao, mình rất là hiểu rằng là khi mà một cái người lớn mà ở cái độ tuổi đó người ta được đi ra nước ngoài mọi người, thì đó là một cái điều gọi là thực sự rất là hạnh phúc, và đó là cái giống như cái niềm khao khát luôn đó mọi người. Nên là họ luôn nhớ như in về những cái điều mà họ trải nghiệm như thế.
thì khi mà ba em dẫn ba đi 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 nhà Tokyo á, thì về hả, khoe cả xóm luôn, khoe cả xóm là gặp ai cũng kể, gặp tất cả các thầy cô trên trường là cái trời ơi, Tokyo thế này, Tokyo thế kia, xong rồi về nhà hả, đi về nhà ăn cơm là kể cho mẹ em này, anh chị em này, trời ơi, Tokyo bên Nhật đó thế này thế kia, người ta hả sạch lắm luôn á, rồi người ta giống như người ta văn minh thế này thế kia, trời ơi, kể liên tục và kể chị em đó. Trời ơi, ba đi về ba kể mà không có bữa nào sót, nên chắc kể cả tháng luôn á. Nên là mình cảm thấy là sao ta, phải nói là cực kỳ hạnh phúc vì mình làm được những cái điều mà không phải ở ngoài kia dễ dàng làm được mọi người ạ. Có nghĩa là khi mình có nhiều tiền mình có thể làm mình đi du lịch nước ngoài, nhưng mà các bạn có dẫn được người thân của mình đi hay không? Thì khi mà các bạn dẫn người thân của mình đi, giống như là một phần trách nhiệm, cũng như là mình báo hiếu được cho ba mẹ. Tại vì thực ra sống cả đời vì con cái rồi, lo quá trời rồi, đúng không? Thì bây giờ thực sự họ không còn, có nghĩa là họ cũng không có thiết tha gì như mình, như kia là mục tiêu hay tầm nhìn sứ mệnh kiểu như thế. Thì thực ra họ không có những cái gọi là lớn lao như thế nữa rồi. Nhưng mà đó, những cái điều đơn giản như mình dẫn họ đi du lịch, mình mua những cái món quà nhỏ, rồi mình cho họ những cái trải nghiệm mới á, thì ba mẹ mình trời ơi, như là giống như là thiên đường luôn đó mọi người. Cái điều đó là mình kêu là bản thân mình phải nỗ lực nhiều hơn, và mình cũng luôn nói với đội nhóm của mình cũng như em trai của mình là năm sau á, là mình phải đưa cả ba và mẹ mình đi Moscow luôn. Và bây giờ mình cũng nói là đồng đội mình phải chắc chắn phải dẫn gia đình của mình đi, tại vì cái chuyến này nó rất là tuyệt vời tới mức mà mình không có lời nào để diễn tả được. Chỉ khi mà các bạn phải là người có mặt ở đó để các bạn cảm nhận được với sâu, cảm nhận sâu sắc được những cái điều mà công ty làm cho mình á mọi người, thực sự luôn á. Nên là rất là mong muốn mọi người đưa ra cho mình một quyết định là phải đi có mặt ở Moscow, và mọi người chiến đấu với mục tiêu của mình hết sức có thể đi mọi người. Thà một lần thôi, một lần mình cố gắng hết sức mình để mình đạt cái mục tiêu của mình, còn hơn là các bạn cứ dây dẳng như thế, cuối cùng chả được gì cả. Mình nói Trang ở đây là Trang chia sẻ rất là thật luôn đó. Nên là mọi người cố gắng lên cho mình một quyết định đi. Yes. Hay quá. Rồi. Dạ. Hay quá. Gặp bố em ở bên Tokyo rất là vui, hạnh phúc đúng không? Dạ. Dạ vâng. Và tại bố vì, em đang chờ đó. Dạ. Em nói đi. Giờ giống như là nếu bây giờ mà mọi người vẫn còn đắn đo hoặc suy nghĩ là chần chừ chưa dám đưa ra quyết định nhé, thì bây giờ cứ gọi điện về cho ba mẹ đi là năm sau tháng 4 con sẽ dẫn ba mẹ đi Moscow. Giống như ngày xưa mình nhá các bạn, ngày xưa nói chung là khi mà Trang bắt đầu mà đưa ra quyết định là mình đi Moscow, Nhật Bản á, là lúc đó mình mới lên gôn thôi à, không có gì hết. Và nói chung là đưa ra quyết định cũng rất là sợ, với cái là trời chắc không làm được, có nghĩa là mình vẫn có những cái suy nghĩ như thế đấy chứ không phải là nghĩ là chắc chắn làm được đâu. Nhưng mà mình đưa ra quyết định và mình nói gọi điện về cho ba ơi, ba đi làm hộ chiếu đi, tháng 4 con dẫn ba đi Nhật. Xong sau đó mà trời ơi, khi mà nói xong áp lực, còn nói chung là áp lực nó đè nặng lên người của mình, và tối nào cũng NLP và mơ, nằm mơ về nó luôn mọi người, nằm mơ. Và mình giống như khi mà mọi người học NLP rồi, mọi người có thể cái này thì em chia sẻ luôn một tí về cái NLP, tại vì em áp dụng nó ra kết quả dữ lắm luôn. Về tuyển dụng nha mọi người, thực ra có thời điểm á, là cái đội nhóm của em có, nhưng mà các bạn có nghĩa là làm không hết sức mình nhá. Và bản thân em là một người mà khi mà đã làm hết rất là quyết liệt luôn á, và như thế mình rất là không thích ở bản thân em luôn á. Tôi muốn có 20 người leader trong đội nhóm của tôi, và em liên tục nói về điều đó. Có nghĩa là lên văn phòng em nói cho tất cả đội nhóm em biết luôn, về nhà em đọc tuyên ngôn mục tiêu, em nói hết, xong rồi sáng NLP nói tiếp, em nói điều đó liên tục, em ghi ra giấy, ghi ra sổ, ghi tùm lum hết trơn luôn á. Cái xong rồi tự nhiên vào ngày đẹp trời thì một cái người khách hàng của em là một không phải một người khách hàng của em dạy giới thiệu cho một người con của họ ở bên Nhật. Ồ, bé này làm em không cần dạy gì hết luôn á, chỉ cần gửi cái video YouTube của anh này, dạ là tự học hết, rồi chú Đin, rồi cô Nga, rồi vô máy lai tự học hết, tự nghiên cứu hết sản phẩm, không cần chỉ một cái từ nào luôn. Có nghĩa là bạn chủ động trong tất cả mọi việc. Và tuần đầu tiên bạn lên 1.000 điểm, em nói em làm gì em lên 1.000 điểm kia vậy kia.
em bán đó chị, cái xong rồi kêu ủa em bán thì sao em không có báo báo đơn gì chị không biết kìa. Rồi tuần vừa rồi á là em bán gì, tuần đầu tiên các bạn đã bán được 56 máy Lumi á, rồi bán bộ trị nám, rồi bán kem đánh răng, rồi bán chống nắng quá trời luôn. Xong chụp hình qua cho em kêu đây nè, hàng em mới nhận được nè. Thế xong em kêu hả nhiều vậy hả? Rồi có nghĩa là khi mà mình khao khát, có nghĩa là bản thân em lúc đó thực sự em rất là khao khát, mà mọi người không có biết là mọi người có cảm nhận được cái nỗi mà niềm khao khát của em không, khao khát rất là kinh khủng khiếp luôn đó mọi người. Yeah. Thì tự nhiên cái điều là nó xảy ra với mình đó, nên là thực ra khi mà Trang biết đến NOB, biết đến lớp của anh Linh NOB ấy, thì từ đó đến giờ mình không bao giờ mà mình ngưng mà không áp dụng hết. Có nghĩa là áp dụng liên tục bất kỳ cái thời gian nào, kể cả mình đi xe nha mọi người, đi xe mình cũng nói, trước khi ngủ mình cũng nói, dậy mình cũng nói, nói chung là tất cả thời gian rảnh của mình luôn, mình dành hầu như là cho cái điều mình mong muốn và mình NLP, mình nói miết về cái điều đó và mình suy nghĩ hoài về điều đó, thì tự nhiên cái kết quả nó tới với mình. Đó, nó rất là tuyệt vời luôn. Dạ. Rồi, rồi. Dạ anh chứ không nói nữa là em lại nghĩ ra chuyện. Hay quá, hay quá. Thiệt luôn. Thế là để mà chúng ta đạt được kết quả tốt là chúng ta cần phải liên tục áp dụng về NLP, liên tục về cái này. Yeah. Yeah. Đúng không? Bởi vì chúng ta thấy rằng Trang là một người có rất có cái khát khao, và khi mà đặt một cái mục tiêu gì đó thì luôn là quyết tâm bằng mọi cách để giúp cho mình đạt được mục tiêu. Nên là Trang luôn nói về thứ nhất đó là ví dụ như đang bán hàng thì đó là đặt cái mục tiêu bán hàng và liên tục tuyên bố cứ 2 tiếng một lần, rồi một ngày là sáng nói rồi tối nói, tức là cứ bất kỳ một cái thời gian nào, một cái khoảnh khắc nào thì đều nói về cái mục tiêu của mình và luôn hình dung tưởng tượng ở trong đầu. Kể cả khi mà bắt đầu để xây dựng đội nhóm thì cũng nói rất rõ, nói cho cái tiềm thức của mình, cho tâm trí của mình, đó là cái mà tôi mong muốn trong cái đội nhóm của mình đó là gì, nó một cách rõ ràng như vậy, và cuối cùng đó là Trang đã đạt được những mục tiêu của mình. Đó thì anh muốn hỏi câu với đó là em năm nay muốn đưa bao nhiêu người đi Moscow? Năm nay là em không, em luôn em luôn đặt mục tiêu là 10 người. À 10 người hay quá. Em luôn đặt mục tiêu là 10 người. Yes. Dạ. Yeah. Em rất là khao khát điều đó mà. Em đưa 10 bạn đi Moscow vào tháng 4 của năm sau rồi. Yes, 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 chắc chắn. Tại vì cái điều này thì em ghi vào bảng cái mục tiêu của mình nhé, và ghi vào cái top 5 liên tục, ngày nào cũng ghi, và em ghi có nhiều cuốn sổ này chắc không có rồi, nhưng mà có cuốn sổ mọi người biết là em dành ra hết những cái trang giấy này mọi người này. Em chỉ ghi cái điều mình muốn thôi, có nghĩa là em ghi hết, ghi liên tục chỉ là một dòng đó thôi, nhưng em ghi hết sang trang này sang trang khác, em ghi quá trời đó. Yes. Đó là những cái cách em đã làm, em chia sẻ cho mọi người. Dạ. Rồi, ok. Rồi, bây giờ thì dạ, vâng. Chúng ta đã kết thúc. Cảm ơn em rất nhiều. Một buổi tối rất dạ, là vâng. Chia sẻ hết mình tới tất cả mọi người. Và cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã theo dõi livestream từ tối hôm nay cho đến bây giờ. Cảm ơn em rất nhiều và chúc cho tất cả mọi người một buổi tối vui vẻ và ngủ ngon. Cảm ơn em, chúc em buổi tối ngủ ngon. Dạ vâng, chúc anh ngủ ngon ạ. Dạ, chúc tất cả mọi người ngủ ngon nha. Và luôn nghĩ về cái giấc mơ và mục tiêu của mình. Rồi, dạ rồi, chúc nhiều. Anh ngủ ngon. Dạ chúc vâng ạ. Ngủ ngon nhá. Dạ. Ok, xin chào. Dạ vâng. Yes. Xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã xem đoạn video clip này. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận những cái video kế tiếp thì chúng ta hãy bấm vào subscribe của kênh của Linh. Chúng ta hãy bấm vào subscribe ở dưới đoạn video clip. Và chúng ta hãy nhớ bấm vào nút chuông. Nhớ nhá, bấm vào nút chuông. Bởi vì khi chúng ta là bấm vào nút chuông thì mỗi lần mà Linh upload video lên thì chúng ta là người đầu tiên chúng ta nhận được cái video này. Và chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm vào subscribe và bấm vào nút chuông. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại đó là chúng ta bấm vào nút chuông. Bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được video những cái kiến thức chia sẻ về phát triển về bản thân, kiến thức về kinh doanh làm thế nào để chúng ta thành công và làm thế nào để chúng ta hạn chế những cái thất bại trong cuộc sống này. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Hãy share video này để cho những người bạn của mình, để cho nhiều người bạn để chúng ta nhận được những video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở những đoạn video kế tiếp.